Trái đất bị tấn công bởi các thế lực bí ẩn, hơn 90% con người chết một cách đột ngột. Rốt cuộc điều gì đã gây ra thảm họa này? Catherine là chuyên gia cao cấp tại căn cứ nghiên cứu thiên văn học. Ngày đó, cô bất ngờ nhận được tín hiệu tần số siêu cao từ ngoài vũ trụ. Sau khi so sánh dữ liệu, Catherine đã xác định không có hiện tượng tự nhiên nào có thể tạo ra nguồn tín hiệu này. Lời giải thích duy nhất chính là đây là thông điệp do sự sống ngoài hành tinh gửi tới. Suy đoán này lập tức thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo cấp cao. Ngoài ra, Catherine đang tham gia vào một dự án khám phá sự sống ngoài trái đất. Cô đã biến âm nhạc thành ngôn ngữ phổ quát của vũ trụ để gửi vào không gian. Tín hiệu tần số cao nhận được lần này có lẽ là lời phản hồi từ sự sống ngoài hành tinh, nhưng ý nghĩa đằng sau nó thì vẫn chưa được khám phá ra. Các nhân vật quan trọng có mặt đã thảo luận khá nhiều xem đây là tín hiệu chào hỏi thân thiện không hay là một lời cảnh báo đe dọa họ. Catherine cũng không có được ý kiến nào tốt hơn trong việc này, nên chỉ có thể bổ sung thêm người và tiếp tục quan sát ở căn cứ nghiên cứu thiên văn học. Không ngờ đêm đó radar đã phát hiện ra có một số lượng lớn vật thể đang tiếp cận trái đất với tốc độ cực nhanh và đang chờ phản ứng của họ. Vật thể đó vừa đi qua bầu khí quyển bay về phía mặt đất với một đường lửa dài. Mọi người trong căn cứ đều hồi hộp toát mồ hôi lạnh, nhưng đã vài phút trôi qua mà cảnh tượng tưởng tượng trời đất sụp đổ không hề xuất hiện. Theo những hình ảnh từ hiện trường gửi về, những gì rơi xuống chỉ là những vật thể nhỏ và tạo thành vài hố sâu trên mặt đất. Theo thống kê sơ bộ thì có hơn 2.500 ổ gà như thế. Vì sợ hãi trước những điều chưa biết nên chính phủ đã lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp. Tất cả các trường học và sân bay đều tạm thời đóng cửa, người dân được khuyến khích ở nhà. Các thanh tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác nhận thứ rơi xuống đất là vật kim loại hình tròn. Không phát hiện thấy yếu tố sinh hóa nào ở khu vực xung quanh, nhưng có từ trường mạnh hơn. Dù chưa phát hiện mối nguy hiểm nào nhưng linh cảm xấu của Catherine ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây không giống như một lời chào thân thiện. Vì thế cô lập tức gọi cho em gái là Sophia, bảo cô ấy đến căn cứ nghiên cứu thiên văn học càng sớm càng tốt. Dù sao ở đây cũng tương đối an toàn hơn. Tuy nhiên đã vài giờ trôi qua mà những vật kim loại này không có gì thay đổi, chỉ có cường độ và độ rộng của từ trường xung quanh là ngày càng tăng. Catherine đoán có thể sự sống ngoài hành tinh đang quét hình toàn bộ trái đất, nhưng Colonel nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì quả cầu kim loại rơi xuống ở những nơi đông người, có lẽ đó là một thứ vũ khí không xác định. Lúc này mọi dữ liệu điều tra được đều đã tải lên máy chủ. Giáo sư Bill chuyên về lĩnh vực điện từ đang ngồi ngơ ngác trước máy tính. Ông đã từng làm một nghiên cứu và phát hiện dòng điện cảm ứng có thể ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của con người. Nếu nó đủ lớn thì rất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này trường điện từ của quả cầu kim loại ngày càng mạnh hơn, ông đoán có khả năng nhân loại đang phải đối mặt với một thảm họa. Điều đầu tiên ông làm là gọi cho con trai làm việc ở Bộ Quốc phòng, khuyên anh phải sơ tán người dân ngay lập tức, đưa họ xuống hầm hoặc vào trong không gian kim loại. Nhưng điều này đã vượt qua thẩm quyền của con trai ông. Bộ trưởng An ninh cho rằng việc sơ tán quá tốn kém, suy đoán này cũng không có cơ sở thực tế nên đã từ chối lời đề nghị sơ tán. Mẹ mà đen rất tin tưởng bố mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định đăng thông báo rằng trái đất sắp bị tấn công trên mạng xã hội của mình. Thực ra không cần anh nhắc nhở thì nhiều người dân cũng đã cảm thấy bất an rồi. Bà nội trợ Sarah gọi cho chồng đang đi công tác hẹn gặp nhau ở nhà ông nội ngoài ngoại ô. Đường phố lúc này đã chật cứng ô tô. Gia đình Sarah cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Khi bà đang cân nhắc còn nên xuống xe hay không, đột nhiên một tia sáng xuất hiện trên bầu trời. Đây là kết quả của việc từ trường mạnh tác động lên bầu khí quyển. Không cần đoán cũng biết là một thảm họa lớn hơn sắp ập đến. Người đi đường bắt đầu bối rối. Sarah biết mình không thể chờ đợi lâu hơn được nữa nên đạp ga thật nhanh, quay đầu xe lại và chạy về phía tầng hầm để xe bên cạnh. Sau một hồi phóng nhanh, cuối cùng cô cũng vượt qua đoạn đường ùn tắc. Bà xuống xe đi theo đám đông hỗn loạn về phía ga tàu điện ngầm. Lúc này, Colonel ở trong căn cứ nghiên cứu thiên văn học phát hiện tất cả các máy bay trinh sát được cử đi đều bị rơi mà không có lý do. Sau đó, đèn bắt đầu nhấp nháy. Catherine lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng gọi cho em gái để hỏi cô đang ở đâu. Lúc này, Sophia đang bị tắc đường không thể tiến về phía trước. Catherine bảo cô hãy ra khỏi xe tìm chỗ nào che phủ bằng đá như hang động để ẩn náu. Ngay lúc đó thì tín hiệu điện thoại bị cắt, dòng điện trong căn cứ nghiên cứu cũng thất thường. Colonel nhanh chóng sơ tán toàn bộ nhân viên đến nơi trú ẩn dưới lòng đất. Sophia ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang bối rối. Cô nhìn lên thấy từ trường trên bầu trời ngày càng mạnh và sáng hơn, ô tô trên đường cũng bất ngờ chết máy. Vậy là cô bắt đầu chạy đi tìm cách sống sót. Bây giờ toàn bộ thành phố đã bị cắt điện, thế giới như bị nhấn nút tạm dừng, đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, có một người đàn ông da đen chui ra khỏi xe bồn. Những chiếc xe đã thành phế liệu nối dài không thấy điểm cuối. Con đường vốn dĩ tấp nập xe cộ qua lại bây giờ lại trở nên thật tĩnh lặng. Không ngờ giáo sư Bill đã đoán đúng, những quả cầu kim loại nằm rải rác trong thành phố nhộn nhịp đã giải phóng một trường điện từ mạnh mẽ như lấy đi mạng sống của tất cả mọi người. Dù tai họa này diễn ra âm thầm nhưng đã gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho nhân loại. Carrie em cũng khá may mắn, khi đang trộm đồ ở cảng vào ban đêm, anh bị bảo vệ phát hiện ra nên đã leo lên một con xe chở dầu trống để trốn tạm, nhưng lại may mắn thoát khỏi thảm họa điện từ quét qua.
Gia đình Sarah cũng may mắn không kém, họ trốn thoát thành công ở ga tàu điện ngầm. Khi trời rạng đông, họ đi theo đám đông ra phố, nhìn thấy thi thể rải rác khắp nơi, nhiều người chợt cảm thấy lạnh thấu xương. Khó khăn lắm mới lên được xe, nhưng khởi động thế nào xe cũng không chạy, Sarah không còn cách nào đành phải đi bộ. Bà quyết định vẫn đến nhà ông nội vì đã hẹn với chồng là sẽ gặp nhau ở đó, dù bây giờ bà cũng không biết chồng mình còn sống hay đã chết. Cả nhà cũng đi bộ như vậy suốt cả buổi sáng, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bị hỏng cánh cửa. Họ quyết định phải no bụng trước rồi mới tính tiếp. Nhưng không ngờ ở đây cũng có hai người chết, mấy mẹ con đã dần trở nên tê liệt. Họ chuẩn bị đóng gói một ít đồ ăn để mang đi thì một người chết bất ngờ lên tiếng cầu cứu. Nhìn kỹ hơn thì hóa ra đó là Karim trốn trong xe tải chở dầu vẫn còn sống sót. Hóa ra anh ta may mắn hơn nhà Sarah, đến cửa hàng này từ sớm và chuẩn bị bổ sung một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Không ngờ chủ cửa hàng lại bất ngờ xuất hiện và đột ngột lao về phía anh ta. Karim đành phải bắn lại. Dù đã giết chết đối thủ nhưng chính anh ta cũng bị đâm vào bụng. May mắn là anh ta đã gặp được gia đình Sarah nên lập tức lên tiếng xin giúp đỡ. Nhưng trông Sarah hơi bối rối, bây giờ bảo vệ mình còn khó, nói gì là cứu người khác. Cô gái tốt bụng Emily chủ động lấy một chai nước đưa cho Karim, nói mình sẽ tìm người đến giúp. Nhưng Karim nhận ra Sarah chỉ muốn rời đi nên dứt khoát bắt Emily lại, đe dọa Sarah phải đi tìm bác sĩ cho mình. Sarah vội vã đồng ý. Thì ra Karim không muốn làm hại Emily tốt bụng nên đã buông tay ra. Sarah thấy vậy lập tức ôm Emily bỏ chạy luôn. Có lẽ Karim cũng đoán được gia đình Sarah sẽ không thể tìm bác sĩ cho mình. Nếu muốn sống sót trong ngày tận thế, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này, nhà thiên văn học Catherine cũng vừa bước ra khỏi nơi trú ẩn. Mặc dù có máy phát điện nhưng cô vẫn không liên lạc được với cấp trên. Trong máy thu phát thanh thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng động lạ. Colonel có một suy đoán táo bạo, có lẽ là do sinh vật ngoài hành tinh gửi tới. Nhưng bây giờ Catherine không thể quan tâm đến điều đó. Cô vội vã đi một mình xuống núi để đi tìm em gái. Từ khi bố mẹ qua đời, chỉ còn em gái Sophia là người thân duy nhất của cô. Khi Catherine đến khu vực bị kẹt xe, cô đã thấy xe của em gái, may là không thấy có thi thể người chết. Cô nghĩ có lẽ em gái đã làm theo lời khuyên của mình và trốn trong hang động nào đó. Thế là cô lại đi về phía khu rừng, nhưng cô không gặp được người mình muốn tìm mà lại tìm thấy một bé gái còn sống sót. Lúc trước cô bé đã trốn vào trong một hang động nhưng không thấy bố mẹ cô bé đâu cả. Catherine không nỡ bỏ lại cô bé nên đành đưa cô bé đi tìm người cùng mình. Đột nhiên có một số bóng đen xuất hiện trong rừng. Nhìn kỹ hơn thì hóa ra là đội của Colonel đi theo để bảo vệ Catherine. Anh nghĩ cô nên quay lại căn cứ ngay lập tức vì không ai biết khi nào làn sóng tấn công điện tử tiếp theo sẽ kéo đến. Nhưng Catherine nhất quyết muốn đi tìm em gái. Colonel đành dẫn theo một đội đi tìm người cùng cô. Cuối cùng khi đứng trên một vách đá thông qua ống kính có độ phóng đại cao, họ thấy có người đang lấy đồ trong siêu thị. Catherine nghĩ có thể em gái cũng ở đó nên cần phải đến đó tìm. Nhưng khi họ đến siêu thị thì lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Tất cả những người đến lấy đồ đều biến mất. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ còn sót lại những vết máu. Tất cả binh lính đều đề cao cảnh giác. Họ chia thành nhiều nhóm và bắt đầu thăm dò tình hình xung quanh. Có hai người tìm thấy rất nhiều thi thể chết thảm trong một căn phòng. Những vết máu trên cơ thể cho thấy những người này không chết vì bị tấn công điện tử. Một linh cảm chẳng lành chợt trỗi dậy trong lòng họ. Cùng lúc này, một người lính đang canh bên ngoài bất ngờ bị bắn ngã xuống đất. Tất cả binh lính nhanh chóng bắn trả nhưng đã có nhiều người lính ngã xuống mà họ vẫn chưa nhìn thấy kẻ tấn công. Trong lúc hỗn loạn, Catherine ôm bé gái trốn vào siêu thị nhưng không ngờ họ đã sớm trở thành mục tiêu. Khi cô cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần mình thì đột nhiên tiếng súng vang lên. Hóa ra Colonel đã dẫn người của mình đến. Lúc này Catherine mới nhận ra cô bé kia đã mất tích, thế là họ nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Cô không biết rằng cô bé cũng cảm thấy có gì đó đang đến gần nên đã nhanh chóng trốn trong tủ đông. Nhưng lúc này cửa kính ngăn đông chợt bị đập vỡ. Khi mọi người lần theo âm thanh tìm đến thì thấy cô bé bên trong tủ đông đã trở thành một cái xác chết lạnh lẽo. Colonel nghĩ nơi này quá kỳ lạ nên lập tức dẫn đội về căn cứ. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn băn khoăn không biết kẻ tấn công siêu thị có thực sự là sinh vật ngoài hành tinh không. Nếu không thì tại sao lại tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy? Thế lực bí ẩn tấn công trái đất ngay lập tức tiêu diệt gần như mọi sinh vật, nhưng không ai ngờ rằng đây chỉ là sự khởi đầu. Một cỗ máy chết chóc chưa từng có đột nhiên xuất hiện, nó săn lùng và giết chết một số ít người còn sống sót ở khắp mọi nơi. Lúc này họ lại một lần nữa nhận được tín hiệu tần số cao từ sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng lần này hơi khác một chút, trong đó còn có một âm thanh dễ chịu xen vào. Catherine nghe thấy mà không khỏi run rẩy, cô rất quen thuộc với bản nhạc này. Trước đây bản nhạc này được đưa vào vũ trụ với mục đích khám phá sự sống ngoài trái đất. Kết quả rất rõ ràng là các sinh vật ngoài hành tinh đã tìm ra tọa độ của trái đất dựa trên những tín hiệu này. Quả thực họ vẫn còn quá ngây thơ, bỗng dưng lại dẫn sói vào nhà. Bây giờ đã tạo thành một sai lầm lớn nên nhiệm vụ cấp bách nhất là làm cách nào để khắc phục. Catherine tự tin rằng cô có thể xác định được nơi ẩn náu của sinh vật ngoài hành tinh trên trái đất dựa trên nguồn tín hiệu. Chỉ cần lắp thêm hệ thống định vị trên đầu thu là được. Các binh lính không dám chậm trễ, họ bắt tay ngay vào việc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thiết bị định vị cũng bắt đầu hoạt động. Sau quá trình lọc của Catherine, cuối cùng đã xác định được tọa độ vị trí của nguồn tín hiệu.
Lúc đầu đối thủ luôn di chuyển nhưng sau đó biến mất ở một vị trí tọa độ, Colonel nhanh chóng nhìn vào bản đồ. Không ngờ tọa độ lại ở gần hẻm núi này, lẽ nào sinh vật ngoài trái đất cũng biết trinh sát ngược nên đã tìm thấy căn cứ nghiên cứu này. Anh ta phải đưa người đến tọa độ đó để kiểm tra rõ ràng. Catherine muốn biết sinh vật ngoài hành tinh gửi tín hiệu trông như thế nào nên quyết định đi cùng họ. Nhóm người đã sẵn sàng rầm rộ rời khỏi cơ sở nghiên cứu. Họ lần theo tọa độ và nhanh chóng tới một khu rừng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Colonel đột nhiên cảm thấy không ổn. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngừng tiến về phía trước. Ngay sau đó chợt có một tiếng như bị bóp nghẹt, một người lính bị bắn ngã xuống đất. Những người khác ngay lập tức bắn trả, có vẻ như họ đã bị phục kích. Nhóm người vừa chiến đấu vừa rút lui cho đến khi ra khỏi bìa rừng, Colonel lại một lần nữa mất đi cấp dưới. Tuy Catherine không bị sao nhưng cô rất sợ hãi. Rõ ràng những sinh vật ngoài hành tinh này cực kỳ thông minh, thậm chí còn biết cách dùng thủ thuật. Catherine càng nghĩ càng thấy sợ, lẽ nào con người đã đi tới bước đường diệt vong? May mắn thay, họ không phải là tổ chức chính phủ duy nhất còn tồn tại. Bộ Chỉ huy Quốc phòng là nơi thực hiện biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất. Các nhân viên bên trong cũng thoát khỏi cuộc tấn công điện tử lần đầu. Thậm chí có nhân viên còn đưa được người nhà vào đây. Nhưng họ cũng không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cuối cùng bộ trưởng không thể chịu nổi nên phái một đội quân ra ngoài điều tra. Nhưng họ không biết khoảnh khắc cánh cửa sắt bảo vệ được mở ra căn cứ quốc phòng này cũng sẽ phải hứng chịu thảm họa. Lúc này giáo sư Bill và vợ cũ đang trên đường tới bộ quốc phòng để gặp con trai đang làm việc ở đó. Bill là người đầu tiên nhận ra thảm họa điện tử nên biết cách tránh khỏi nó. Ông kéo vợ cũ trốn vào trong thang máy đóng kín. Sau khi đã thoát được kiếp nạn, điều duy nhất họ quan tâm là anh con trai. Khi hai người già đến được căn cứ của bộ quốc phòng thì cảnh tượng trước mắt đã làm họ choáng váng. Mặt đất phủ đầy xác chết, cổng căn cứ đã bị mở ra. Rõ ràng nơi này đã bị sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm. Vợ Bill không quan tâm đến nguy hiểm mà chạy vào kiểm tra, ở trong cũng bị tàn phá như bên ngoài. Đột nhiên có âm thanh phát ra từ trong tủ, Bill tò mò bước đến gần và lặng lẽ mở chốt cửa. Đột nhiên có một sinh vật giống như con chó robot xuất hiện, Bill sợ hãi lùi ra sau. Ông nhanh chóng bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Chắc hẳn đây là một công cụ chiến đấu cá nhân được người ngoài hành tinh sử dụng để xử lý nốt những người còn sống sót. Vị trí lỗ đạn trên đầu con vật liên tục co vào mở ra, có lẽ nó đã hết đạn rồi. Đột nhiên có một loạt tiếng súng vang lên và con chó robot ngừng hoạt động. Thì ra chính vợ cụ đã nổ súng giúp ông. Hai người chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì lại có tiếng hét truyền ra từ cuối hành lang. Hóa ra bộ trưởng bộ quốc phòng vẫn còn sống sót, nhưng lúc này trong mắt bà đã bị phủ kín vẻ chết chóc xám xịt, bởi vì mọi người trong hầm đều đã chết, trong đó có cả hai người con của bà. Vợ cũ của Bill lo lắng hỏi con trai bà đâu rồi. Bộ trưởng nghe tên Dan thì nói rằng anh và một nhóm người khác đã trốn thoát được. Bill thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông hứa với bộ trưởng rằng sẽ chôn cất đứa trẻ đã chết giúp bà. Khi mọi việc đã xong, bộ trưởng yêu cầu được chôn cùng các con, bà không muốn sống một mình trên thế giới này. Vợ chồng Bill cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, họ biết mình không thể thuyết phục người đã quyết tâm muốn chết. Tiếng súng vang lên trong hành lang yên tĩnh như mang theo nỗi buồn vô tận, hai vợ chồng già thu xếp tang lễ cho gia đình họ. Sau đó hai người quay lại hành lang căn cứ một lần nữa, Bill tò mò về những sinh vật ngoài hành tinh họ đã giết khi nãy. Mặc dù toàn bộ cơ thể nó được bao phủ bởi lớp da kim loại, nhưng nó vẫn có các mô cơ thể giống như một hệ thống thần kinh nguyên thủy. Vị giáo sư già chợt nghi ngờ, công nghệ của sinh vật ngoài hành tinh rất tiên tiến. Tại sao lại sử dụng công cụ chiến đấu thô sơ như vậy? Nhưng lúc này ông không thể quan tâm đến điều đó, họ còn phải tìm Dan đang mất tích. Không ngờ hiện thực lại quá tàn khốc. Khi đi ra ngoài, Bill vô tình phát hiện ra con trai mình đã chết ở đoạn đường cách đó không xa. Anh đã không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con chó robot. Đôi vợ chồng già cảm thấy vô cùng đau buồn như cả thế giới đã sụp đổ, cuối cùng họ vẫn lấy lại được bình tĩnh. Vợ Bill như biến thành một người khác và nói rằng vì chó robot là một dạng sinh vật hữu cơ nên nhất định sẽ có cách giết sạch bọn chúng. Rõ ràng cái chết của Dan đã khiến người mẹ già nổi giận, Bill lập tức gật đầu đồng ý, nhưng họ cần nghiên cứu vũ khí để đối phó với chúng nên phải tìm một phòng thí nghiệm phù hợp. Thế là đôi vợ chồng già lại bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng những người dám phản kháng không chỉ có ông bà Bill, lúc này gia đình Sarah đang đi bộ trên đường đến nhà ông nội. Trước đó họ đã trải qua nhiều khó khăn chỉ để tìm đến bên người chồng. Khi đi ngang qua bệnh viện, đột nhiên có một bác sĩ chạy ra, anh ta vội vã nhờ Sarah một việc nhỏ. Đang ở trước mặt hai đứa trẻ nên tuy rất không muốn nhưng Sarah vẫn phải bước vào bệnh viện. Không ngờ ở đây còn khá nhiều người sống sót, nhưng họ đều là những bệnh nhân bị hạn chế khả năng vận động. Các bác sĩ và y tá đã chạy về nhà, đoàn người vừa nói chuyện vừa đi đến cuối hành lang. Căn phòng này đang che chở cho rất nhiều em bé vừa được sinh ra. Sau thảm họa điện tử, chúng đều đã thành trẻ mồ côi. Bác sĩ rất sẵn lòng chăm sóc cho chúng, nhưng bây giờ anh thực sự không thể gồng gánh nổi. Vì vậy, bây giờ anh mới nhờ Sarah chăm sóc bọn trẻ giúp mình. Với một bà mẹ, chuyện này không có gì khó khăn, thậm chí còn gợi lên trong lòng bà tình mẫu tử. Thế là bà cũng không đề cập đến việc rời đi nữa. Lúc này, con trai của Sarah vội vã chạy tới nói mình đã gặp lại người quen cũ. Họ đi đến hành lang xem thử thì thấy là Karen đang bị thương, họ đã gặp ở cửa hàng. Sarah thoáng mất bình tĩnh. Rõ ràng bà vẫn còn nhớ việc đối phương đã bắt con gái mình làm con tin. Bác sĩ nhanh chóng chạy ra giải vây. Thiên chức của một bác sĩ là cứu sống và chữa bệnh cho mọi người.
Trước đó, chính anh là người đã đưa Kyrie đang bất tỉnh đến bệnh viện. Điều này khiến Sarah không biết nói sao, bởi vì bà đã từng thấy chết không cứu với Kyrie. Emily tốt bụng hơn nhiều, cô đã chủ động tìm Kyrie để xin lỗi. Sarah thấy vậy định bảo con gái tránh xa anh ta ra. Nhưng bất ngờ có tiếng súng nổ bên ngoài bệnh viện, Kyrie lập tức cảm thấy không ổn. Anh ta bảo mọi người xuống tầng hầm trú ẩn rồi lấy vũ khí mình mang theo ra, cắn răng chịu đựng nỗi đau chưa lành và đứng bảo vệ ngoài sảnh bệnh viện. Emily thông minh nghĩ với tiếng súng bên ngoài thì đây chắc chắn không phải là một cuộc xung đột đơn giản. Cô tò mò nhìn qua cửa sổ tầng trên và thấy mấy con chó robot đang tiến đến bệnh viện. Còn Kyrie thì đang canh giữ ở ngoài sảnh cũng nhanh chóng cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Nhìn những sinh vật có vẻ ngoài kỳ lạ này, anh không dám cử động, chỉ có thể trốn sau quầy lễ tân nín thở và nhìn chúng bước vào bệnh viện. Kyrie lập tức chạy đi thông báo cho đám người Sarah biết. Tất nhiên anh ta cũng không quên vị bác sĩ nam đang canh giữ ở phòng em bé, nhưng anh ta tìm xung quanh mà vẫn không thấy người đâu. Để tăng độ an toàn, Kyrie đã thêm nhiều lớp bảo vệ ở sau cửa để ngăn đám chó robot đột nhập vào đây. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy bác sĩ đang ngủ ở hành lang. Con chó robot đã bắt đầu giết các bệnh nhân. Một số người chân đi không tiện nên thậm chí còn chưa kịp trốn đi. Trong bệnh viện lần lượt vang lên những tiếng la hét, nam bác sĩ nghĩ đến những đứa trẻ tội nghiệp nên định quay lại bảo vệ chúng, nhưng bị Kyrie ép kéo đi. Gia đình Sarah may mắn hơn vì họ đã trốn trong căn phòng và tránh được làn sóng truy đuổi. Cuối cùng họ suýt đụng phải một con chó robot. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt thì nó đột nhiên quay người rời đi. Cuối cùng cả nhóm gặp nhau ở cửa. Bác sĩ vẫn không thể bỏ lại những đứa bé nên muốn quay lại cứu người. Anh bị Sarah mắng nên đành phải chạy ra đường. May là Kyrie đã chặn cửa phòng em bé từ trước. Nếu đám chó robot đang lang thang bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thì không biết chúng có đột nhập vào bằng vũ lực không. Sau một đêm chạy trốn, cuối cùng gia đình Sarah và đám người Kyrie cũng tìm được một văn phòng trống chuẩn bị nghỉ ngơi tại đây. Không ngờ bác sĩ nam vẫn luôn nhớ đến đứa bé nên đã lén lấy súng lục của Kyrie khi anh ta đang ngủ, sau đó sốt ruột chạy về phía bệnh viện. Mấy tiếng sau, Kyrie mới phát hiện bác sĩ mất tích. Theo một nghĩa nào đó, bác sĩ là ân nhân của anh ta. Do đó, cho dù thế nào, Kyrie cũng phải đến bệnh viện tìm người. Khi màn đêm buông xuống, Kyrie lại đến bệnh viện nhưng nơi này đã bị bỏ hoang, tất cả bệnh nhân cũng đã chết từ lâu. May thay không có dấu vết của chó robot giết người, Kyrie mò mẫm suốt chặng đường cuối cùng cũng đến được phòng em bé an toàn. Thấy bác sĩ nam đang tuyệt vọng ngồi trên giường mới phát hiện ra tất cả em bé đã biến mất. Rõ ràng chúng đã bị chó robot đưa đi, Kyrie lập tức sững sờ. Liệu chúng đang có âm mưu gì? Kyrie và bác sĩ nam phát hiện có điều gì đó không ổn, lập tức chạy khỏi bệnh viện đã bị tiêu diệt sạch này. Nhưng không lâu sau khi chạy ra ngoài, họ lại bị một cỗ máy giết người ngoài hành tinh nhắm tới. Cả hai không còn cách nào khác đành trốn trong một chiếc ô tô nhỏ, nín thở, kinh ngạc nhìn con chó robot băng qua nắp ô tô. Mãi đến khi đối phương biến mất, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi tiếp tục đi trên những con phố hoang vắng, họ tình cờ gặp một cặp vợ chồng già giữa đường. Họ nhìn kỹ thì ra đó là giáo sư Bill và vợ cũ của ông. Không ngờ hai người lại rời khỏi căn cứ nghiên cứu. Họ định mang cả xác của chó robot ra ngoài. Họ chuẩn bị đến phòng thí nghiệm của trường để nghiên cứu cách đối phó với sinh vật ngoài hành tinh. Kyrie lương thiện biết đường phố bây giờ quá nguy hiểm nên quyết định đưa vợ chồng Bill về căn hộ của mình trước. Con trai tôm của Sarah rất thích thú với chó robot. Giáo sư Bill kiên nhẫn giải thích bằng cách quan sát mật độ tế bào thần kinh của nó, chó robot trông giống một cỗ máy giết người được điều khiển hơn là một sinh vật ngoài hành tinh thông minh, chắc chắn phải có người khác đằng sau nó. Bill chú ý đến mặt kính hình chiếc nhẫn được khảm trên đầu chó robot, nghĩ rằng đó là thứ giống như con mắt, dùng để nhận tín hiệu bên ngoài. Tom chợt nhớ rằng trước đây em gái Emily của anh không thể nhìn thấy, nhưng từ khi bị sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm, thị lực của cô dần hồi phục, có thể nghe thấy một số âm thanh mà người bình thường không nghe thấy. Nghe thấy thế, giáo sư Bill lập tức trầm tư, giữa cả hai có mối liên hệ gì à? Trong lúc họ nói chuyện, Emily vốn không nhìn thấy gì bỗng bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía xác con chó robot. Cô nói rằng cô cảm nhận được thứ gì đó trên bàn. Giáo sư Bill ngạc nhiên nhìn Emily, điều này hoàn toàn không thể giải thích được bằng các lý thuyết khoa học hiện có. Sam, bác sĩ nam ở bên cạnh bỗng ngắt lời, nhưng con chó robot này cũng đã mang đi vài đứa trẻ từ bệnh viện. Thật ra họ vẫn chưa biết chó robot còn không tha cho phụ nữ mang thai. Đám sinh vật ngoài hành tinh này muốn làm gì với những đứa trẻ trong bụng họ? Giáo sư Bill chợt trầm ngâm. Đúng lúc này, bác sĩ Sam vội chạy tới, nói với mọi người chó robot đã phát hiện ra rằng không thể ở lại đây được nữa. Đám người nhanh chóng thu dọn hành lý, bước nhanh ra ngoài. Không ngờ Emily lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Thị lực của cô cũng đã hồi phục. Nhưng ngay sau đó một con chó robot bất ngờ xuất hiện, mọi người hít sâu, chỉ có Emily ở đằng trước nhất vẫy tay, ra hiệu cho mọi người không di chuyển. Điều kỳ lạ là sau khi tới gần Emily, chó robot bỗng dừng lại, quay người, im lặng rời đi, rõ ràng nó không có ác ý gì với cô. Bây giờ mọi người đều ngơ ngác, giáo sư Bill càng cảm thấy Emily không hề đơn giản, nhưng kiểm tra kỹ mắt của cô lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này Sarah đưa ra một quyết định quan trọng, định đến phòng thí nghiệm ở tòa nhà dạy học với đám người giáo sư Kyrie trước, tạm thời từ bỏ ý định gặp mặt chồng.
Bởi vì nếu chỉ có ba mẹ con họ, sớm muộn gì cũng gặp bất trắc trên đường. Một đám người bế thi thể chó robot đi về phía phòng thí nghiệm, nhìn cảnh tượng tàn tạ trước mắt trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Thực ra bọn họ biết rất rõ bây giờ chỉ có đi theo nhóm mới không trở thành vong hồn nơi đầu đường. May mà không lâu sau đó cuối cùng cũng tới trường học giáo sư làm việc. Ở đây có máy phát điện, cũng có rất nhiều phòng trống, là một nơi tốt để lánh nạn. Nhưng Bill vẫn thích phòng thí nghiệm được lắp đặt đầy đủ nhất. Ông dùng dụng cụ dễ dàng tháo mắt chó robot ra. Bill phát hiện đây là một thiết bị thăm dò chất lượng cao, bên ngoài còn khắc một dãy số nhị phân. Qua giải mã dãy số, giáo sư kinh ngạc phát hiện ra dãy số này là một đoạn gen bị sắp xếp lại. Không ngờ sinh vật ngoài hành tinh lại thành thạo trong việc nghiên cứu cơ thể con người như vậy. Khi ông ấy định nói tin tức này cho người vợ Helen, nhưng phát hiện ra bà ấy không có nơi ở. Hóa ra Helen vô tình biết được từ Sarah rằng hôm nay là sinh nhật của Tom, con trai bà. Helen đau đớn vì vừa mất con yêu, không kìm được khuyên, cho dù đang ở tận thế của thế giới không nên bỏ qua tình yêu với trẻ con. Hai bà mẹ im lặng ra đường, chuẩn bị quà sinh nhật cho Tom. Nào ngờ trong một gara lớn họ bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu. Họ chạy tới xem, thấy chó robot đang kéo và đạp lên một người phụ nữ mang thai. May mà vào lúc quan trọng, chồng cô ấy đã dùng súng để thu hút sự chú ý của chó robot, lấy được đủ thời gian cho người phụ nữ mang thai. Helen và Sarah xuất hiện giúp người phụ nữ mang thai chạy trốn. Khó khăn lắm mới tìm được một chiếc xe tải loại nhỏ, họ dứt khoát nhảy lên. Tiếc rằng cuối cùng họ vẫn không thể bỏ lại chó robot. Tuy họ đã hùng hổ nghiền đối phương dưới xe nhưng người phụ nữ mang thai đã ngừng thở vì đạn găm vào não. Khi hai bà mẹ quay lại trường, họ mau chóng lau sạch vết máu trên người. Họ mang quà sinh nhật cho Tom tới căn phòng đã được chuẩn bị trước với vẻ mặt thần bí. Bạn bè đã đứng kín ở đó, bánh và quà sinh nhật đã có đủ. Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Có lẽ đây là điểm mạnh thực sự của nhân loại. Cho dù hoàn cảnh có khó khăn, họ vẫn không từ bỏ lạc quan và hy vọng, cũng không bỏ cuộc. Nhà thiên văn học Catherine và Lingard trước đó khó khăn lắm họ mới thoát khỏi vòng vây của chó robot. Sau một đêm tu sửa, cuối cùng họ cũng xử lý xong chuyện hậu sự cho các binh lính thương vong. Catherine đề nghị quay lại khu nghiên cứu, tùy tiện đi về phía trước rất nguy hiểm. Nhưng đại tá Colonel Mograni lại lắc đầu, họ ra ngoài là để tìm nơi phát ra tín hiệu của người ngoài hành tinh. Nếu bỏ giờ giữa chừng thì chẳng phải những binh sĩ kia đã hy sinh một cách vô ích. Đoàn người lại đứng dậy tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Chẳng mấy chốc họ đã tới một khu đất trống vì bị lửa thiêu rụi, giống như một phế tích sau khi bị thứ gì đó làm nổ tung. Colonel Mokrani chắc chắn đây là tọa độ mà tín hiệu biến mất. Anh ta hạ lệnh toàn bộ binh sĩ bắt đầu lục soát xung quanh. Catherine phát hiện trong đống đổ nát còn sót lại có mô hữu cơ. Cô cảm thấy nơi này giống hiện trường mà phi thuyền của người ngoài hành tinh rơi xuống. Lúc Catherine rơi vào trầm tư, một con chó robot loạng choạng đi từ phía sau cô tới. Có điều đối phương như bị mù vậy, không hề có ý công kích. Colonel Mokrani tò mò đi theo sau nó, phát hiện càng ngày nhiều chó robot đi lòng vòng ở nơi này. Catherine đoán vì vụ nổ nên máy cảm ứng của chúng hỏng rồi. Vào lúc này tiếng súng truyền từ nơi cách đó không xa tới. Hóa ra là binh sĩ đang trêu chọc con chó robot không biết đánh trả. Hiển nhiên họ hận thứ đồ này tới tận xương tủy. Đại tá không tham gia vào đội ngũ xả giận. Sau khi cẩn thận tìm kiếm xung quanh một lượt, họ không hề tìm thấy nơi phát ra tín hiệu của người ngoài hành tinh. Chẳng còn cách nào, đoàn người chỉ đành thất vọng rời khỏi đây, quay về căn cứ nghiên cứu rồi tính sau. Trời dần dần tối đen, cuối cùng đội ngũ cũng an toàn tới đích. Nhưng khi họ vào bên trong lại phát hiện trong hành lang có bóng đen lắc lư. Lẽ nào chó robot đã lần mò được vào trong đây, đến khi tới gần mới phát hiện đối phương là người. Catherine lập tức nhận ra đây chẳng phải cô em gái Sophia mà mình đang tìm kiếm ư. Lúc thảm họa điện tử vừa xảy ra, cô gái này đã nghe theo lời chị mình, trốn ở cống thoát nước trong núi nên đã thoát một kiếp. Lúc nhìn thấy trên đường chồng chất thi thể, Sophia mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả người không kìm được run rẩy. Một lúc lâu sau, cô mới dần dần bình tĩnh lại. Trên đường tới căn cứ nghiên cứu của chị gái, Sophia vô tình phát hiện ra một chiếc xe giã ngoại. Cô đang định tìm chút đồ tiếp tế thì phát giác có một cậu bé may mắn sống sót, miệng còn đang liên tục hét quái vật. Sophia không đành lòng để cậu bé ở lại, chỉ đành đưa đi theo. Hai người không ngờ còn chưa đi được bao xa thì nhìn thấy quái vật. Cô vội vàng đẩy cậu trốn dưới gầm ghế của cáp treo. Thấy con chó robot đang từng bước tới gần, Sophia cố ý tạo tiếng động chuyển sự chú ý của nó. Lúc này Sophia cũng sợ chết khiếp, không biết dùng cách gì để đối phó với con chó robot này. Cũng may vào lúc quan trọng một tiếng súng vang lên, một cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Cô ấy như người chuyên đi đón những người may mắn còn sống, vội vàng đưa Sophia và cậu bé tới một khu nhà. Không ngờ tầng hầm của nơi này còn có rất nhiều người may mắn sống sót, chỉ là đồ ăn ở nơi này vô cùng thiếu thốn. Những người đàn ông ra ngoài tìm kiếm vật tư cũng ngày càng ít đi. Chẳng bao lâu nữa những người ở đây cũng chẳng trụ được, Sophia nghĩ ngay tới căn cứ nghiên cứu của chị gái, nơi đó có đủ vũ trang để bảo vệ mọi người. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, cô đã đưa cậu bé tới căn cứ nghiên cứu, vừa khéo gặp được đoàn người đại tá trở về. Hai chị em gặp lại nhau đương nhiên vô cùng vui mừng. Có điều trong lòng Sophia vẫn nhớ tới tình trạng của những người may mắn sống sót ở chỗ kia. Cô hy vọng chị gái có thể giúp đỡ, chuyện này không thể coi thường. Catherine chỉ đành đi tìm Colonel Mokrani để thương lượng, nhưng đối phương lập tức lộ ra vẻ khó xử. Bây giờ anh ta cũng không liên lạc được với tổng bộ, tổng cộng chỉ có mấy binh sĩ này thôi, tùy tiện qua đó sẽ rất nguy hiểm. Tuy Catherine hiểu nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Cũng vào lúc này ngoài cửa sổ có một đàn chim xếp hàng chỉnh tề bay qua, Catherine đột nhiên nhanh trí nghĩ ra một cách.
Những chú chim nhỏ này đều dựa vào đặc tính lượng tử của tế bào để xếp hàng bay trên không. Có khi nào đám sinh vật ngoài hành tinh cũng như vậy? Lúc trước cô tìm kiếm nguồn gốc phát ra tín hiệu ngoài hành tinh, có lẽ tín hiệu sóng điện đã làm nhiễu tín hiệu dẫn đường của phi thuyền, vì thế mới dẫn đến việc nó bị rơi trong rừng sâu. Đám chó robot kia trở nên vô thức là bởi vì phi thuyền liên kết chỉ huy chúng đã bị hủy. Có điều rốt cuộc loại phi thuyền này có bao nhiêu chiếc thì lại không biết được. Catherine đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Nếu có thể dùng tín hiệu đã gây nhiễu cắt đứt liên hệ giữa phi thuyền và chó robot, tất cả chúng sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Colonel McCranny cảm thấy phương pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, cả nhóm vội vàng xuất phát. Họ định đi tới khu nhà kia để giải cứu những người may mắn còn sống, đồng thời cũng muốn kiểm chứng suy đoán của Catherine. Có lẽ lúc này chính là trận chiến mấu chốt để đánh bại sinh vật ngoài hành tinh. Đoàn binh sĩ này đã sẵn sàng chịu chết, ai nấy đều bày sẵn trận chờ địch. Họ im lặng đi trong khu rừng u tối. Trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện thi thể của vài binh sĩ, dưới đất còn có vỏ đạn nằm rải rác. Hiển nhiên là họ đã bị sinh vật ngoài hành tinh phục kích. Tất cả binh sĩ đều không dừng lại lâu, tiếp tục đi về phía trước. Bởi trong lần hành động này, họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là đi về phía khu nhà trước mặt, giải cứu những người may mắn sống sót bị vây hãm. Đám người này đã ở dưới tầng hầm gần một tuần, thấy vật tư càng ngày càng ít nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý đi ra bên ngoài. Bởi bên ngoài toàn là sinh vật ngoài hành tinh nhìn chằm chằm, chỉ cần đi ra ngoài là sẽ mất mạng. May mà đoàn binh sĩ này tới đúng lúc. Chỉ huy cao nhất trong đó dặn mọi người mau thu dọn hành lý, 2 tiếng sau sẽ di chuyển tới khu vực tị nạn của căn cứ nghiên cứu. Tất cả những người may mắn sống sót lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ đã muốn rời khỏi nơi quái quỷ tối tăm này từ lâu. Đảo mắt thời gian xuất phát đã tới, đại tá đã đưa người bảo vệ ở cửa, sợ lọt vào cuộc tập kích của sinh vật ngoài hành tinh. Đáng tiếc không như mong muốn, một binh sĩ đột nhiên trúng đạn ngã xuống đất. Sinh vật ngoài hành tinh đã tìm tới cửa. Colonel McCranny vội vàng hạ lệnh phản kích, đồng thời chia mấy thủ hạ lui xuống tầng hầm, đóng cửa lại bảo vệ sự an toàn của những người bên dưới. Anh ta thì dẫn người đi quần nhau với chó robot định nhanh chóng tiêu diệt hết bọn chúng. Nào ngờ đám địch tới xâm phạm rất đông, quân số của bọn họ liên tục giảm xuống. Ngay cả Sophia, em gái của Catherine, cũng không cẩn thận trúng đạn ngã xuống. Thấy kẻ địch đang từng bước tới gần, mọi người đều vô cùng sốt ruột. Catherine đột nhiên nhớ tới suy đoán lúc trước, vội vàng lấy một chiếc máy phát tín hiệu cỡ nhỏ từ trong ba lô ra. Cô hy vọng sóng âm thanh phát ra có thể quấy nhiễu tín hiệu liên kết giữa chó robot và hệ thống chỉ huy. Lúc này có robot đã bắt đầu đập vào cửa xuống tầng hầm, tính mạng của tất cả những người bên dưới đều rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Mà Catherine vẫn đang liên tục phát ra sóng âm, gần như mỗi giây trôi qua lại có một binh sĩ ngã xuống. Thế chó robot đã tới bên cạnh em gái, cuối cùng Catherine cũng hoàn thành phần chạy thử, tai của người thường không nghe được tín hiệu cao tần. Đám chó robot đột nhiên xoay vòng vòng tại chỗ coi như không nhìn thấy con người ở bên cạnh, thử nghiệm của cô đã thành công. Cuối cùng đám người may mắn sống sót cũng vượt qua được mối nguy. Dưới sự hộ tống của những binh sĩ còn sót lại, họ chậm rãi đi về phía căn cứ nghiên cứu. Lúc này Colonel McCranny cũng tràn đầy lòng tin, nếu đã biết cách đối phó sinh vật ngoài hành tinh rồi sẽ có một ngày con người giành được thắng lợi. Mà lúc này tại phòng thực nghiệm, giáo sư Bill đang tìm kiếm nhược điểm của sinh vật ngoài hành tinh lại không thuận lợi được như vậy. Phát hiện duy nhất của ông chính là sinh vật ngoài hành tinh đang nghiên cứu về sự sắp xếp gen của con người, đồng thời cũng lấy được tiến triển rất lớn. Bắt trẻ em và phụ nữ mang thai chính là chứng minh rất tốt. Carrie em đang ngồi trên sân thượng lờ mờ cảm thấy thời gian còn lại không nhiều nữa. Bởi ở nơi cách đó không xa truyền tới tiếng súng, thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của binh sĩ. Trực giác nói cho anh ta biết tiếp tục ở nơi này không an toàn. Có lẽ quân đội đã bắt đầu phản kích sinh vật ngoài hành tinh rồi, nhưng tất cả những người ở đây lại không muốn rời đi. Bây giờ còn nơi nào an toàn hơn ư? Giáo sư phiền lòng đi tìm Emily, hy vọng tìm được đáp án trên người cô gái đặc biệt này. Nhưng lần này ông đã tìm nhầm người, cô chỉ đột nhiên hồi phục thị lực, có liên hệ nào đó với sinh mạng của sinh vật ngoài hành tinh. Những thứ này không phải thứ mà Emily chủ động muốn có. Từ một ý nghĩa nói đó mà nói, cô bị lôi vào vòng xoáy của người bình thường một cách bị động. Nhưng có thể tìm ai thổ lộ sự bất đắc dĩ này? Trong lúc mơ hồ, dường như Emily nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh tới gần mình. Nhưng lúc tỉnh táo lại, cô mới phát hiện đối phương đã biến mất từ lâu. Nào ngờ nửa đêm tỉnh lại, Emily lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đó. Cô tò mò đứng dậy, im lặng đi tới nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên sinh vật ngoài hành tinh lại xuất hiện. Emily hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Trái lại, cô cảm thấy có cảm giác thân thiết khó tả. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay ra sờ vào nó. Đúng lúc này tiếng súng đột nhiên vang lên, hóa ra là Helen đi tuần tra xuất hiện. Nào ngờ chỉ vừa đối mặt bấy đã bị chó robot phản kích lại. Emily đưa tay ra muốn ngăn lại nhưng chẳng có ích gì. Cô trơ mắt nhìn Helen bị chó robot bắn chết. Lúc mọi người nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, chỉ nhìn thấy Helen nằm trong vũng máu và Emily đang run rẩy không ngừng. Hiển nhiên chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Giáo sư Bill như mất hết hồn vía, ngồi trên mặt đất khóc gào không ngừng. Sau khi trải qua chuyện này, thái độ của mọi người với Emily biến hóa rất rõ ràng. Vì sao Helen chết thảm như vậy nhưng Emily lại chẳng có chuyện gì? Lẽ nào cô và đám sinh vật ngoài hành tinh làm cùng một bọn? Emily không thể chịu được ánh mắt khác thường của những người xung quanh. Cô quyết định ra ngoài một mình để bình tĩnh lại. Giáo sư Bill vẫn không thể tiếp nhận được sự thật vợ mình đột nhiên ra đi.
May mà ông vẫn không hề suy sụp hoàn toàn, im lặng đứng lên định để người mình yêu yên nghỉ lòng đất. Bác sĩ tốt bụng chủ động đi tới giúp đỡ, mỗi nhát xẻng lại như gõ vào nơi sâu trong trái tim tan nát của ông. Không biết qua bao lâu, Emily vẫn đang buồn bã ủ rũ lại nhìn thấy cháu robot xuất hiện một lần nữa. Cô cảm thấy đối phương như tới để tìm mình. Thế là Emily đứng dậy đi ra phía ngoài trường học. Karem đang đứng trên sân thượng quan sát, nhìn thấy Emily đi một mình trên đường. Anh ta vội vàng thu súng đuổi theo. Nhưng lúc này cô đã tới bên cạnh cháu robot, cảm thấy đối phương không có ác ý. Emily đưa tay sờ lên đầu nó, cô đột nhiên nhìn thấy một thế giới khác. Một anh chàng đẹp trai đang sờ cái bụng nhô lên của mình. Nào ngờ lúc này ảo giác biến mất, cháu robot xoay người rời đi. Hóa ra là Karem đã đi tới nhưng cô lại như nhận ra điều gì đó. Emily tin rằng chúng muốn truyền đạt tin tức gì đó cho mình. Cô quyết định đi theo vào sao huyệt của chúng để tìm được đáp án rõ ràng. Karem khuyên nhủ hết lời cũng chẳng thể lay động được ý nghĩ của Emily, anh ta chỉ đành mạo hiểm đi cùng cô. Con đường này chắc chắn không thái bình nhưng có Emily ở đây nên họ đi như trốn không người. Cháu robot nhìn thấy hai người đều vòng ra nhường đường. Emily cho rằng những sinh vật này không hề đáng sợ, giống dẫn đường cho cô hơn. Những người trong trường học đang bận xử lý hậu sự của Helen. Chỉ có Sarah phát hiện ra tờ giấy nhắn mà Emily để lại. Biết con gái đã rời đi, bà muốn đuổi theo để tìm về, nhưng vẫn còn cậu con trai Tom cần chăm sóc. Sarah chỉ đành từ bỏ dự định trong lòng, bên ngoài truyền tới tiếng cửa sổ bị phá vỡ. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn quái vật ngoài hành tinh đã xông vào. Tiếp tục ở đây không phải quyết định sáng suốt, bà vội vàng đưa con trai đi ra ngoài. Nào ngờ ngoài cửa cũng truyền tới tiếng đánh nhau. Hai mẹ con chỉ có thể chạy trốn thông qua hầm để xe, nhưng họ chưa đi được mấy bước, một đám binh sĩ đột nhiên xuất hiện. Hai mẹ con Sarah vội vàng giơ hai tay lên, nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương như bị sinh vật ngoài hành tinh truy đuổi tới đây. Lúc này Emily và Karem đã tới trung tâm của thành phố, trên cầu đi bộ có treo lơ lửng xác của mấy con chó robot. Rõ ràng cuộc chiến ở nơi này là kịch liệt nhất. Emily nhìn về phía xa với ánh nhìn thương xót, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bất giác hai người đi tới một nhịp cầu, trên mặt sông có một kiến trúc khổng lồ đang nổi bồng bềnh. Emily cảm thấy đây chính là căn cứ của sinh vật ngoài hành tinh. Cô uyển chuyển từ chối đề nghị đi cùng của Karem. Emily trèo qua lan can cầu, sau đó nhảy xuống kiến trúc màu đen kia. Phía trước có một cửa vào rất rõ ràng. Emily chui vào trong, đảo mắt đã tới một không gian dài khép kín. Lối đi vừa hẹp vừa tối, Emily lấy can đảm chậm rãi đi về phía trước. Cô nhìn thấy có rất nhiều trẻ con ở nơi này, không biết cụ thể có tác dụng gì. Emily tiếp tục đi về phía trước, phát hiện ở cuối lối đi có một vật chứa cực lớn. Cô tò mò đi về phía trước, nào ngờ trong đó lại có một cánh tay khô gầy đưa ra. Emily lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi bởi thứ nằm bên trong đó chính là một người còn đang sống sờ sờ. Nhưng khi tay của hai người chạm vào nhau, trong đầu Emily hiện lên cảnh tượng kỳ lạ. Nơi này không giống với trái đất, mấy người ngoài hành tinh đang đau khổ thả người chết xuống dòng sông. Hiển nhiên họ cũng đang đứng trước một thảm họa ngập đầu. Chính vào lúc này Emily đột nhiên tỉnh lại và thấy người phụ nữ trong ao ảnh đang đứng trước mặt. Trên tay của người phụ nữ này có một hình xăm tròn giống hệt của mình. Emily sợ nhũn cả chân, vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhưng cô lại bị hai con chó robot chặn đường, tiếp đó xung quanh bắt đầu lắc lư. Hóa ra phi thuyền mà Emily đang ở bên trong đang bay lên. Karem đang đợi tin tức nhìn cảnh này với biểu cảm không thể tin được. Đảo mắt đã 6 tháng trôi qua, dưới sự đè ép của sinh vật ngoài hành tinh, những người may mắn sống sót đã tạo thành một tổ chức tự phát. Họ bắt đầu tiến hành phản kháng mãnh liệt, bà nội trợ Sarah trở thành hộ sĩ hậu cần, còn giáo sư Bill cũng có thu hoạch về việc nghiên cứu người ngoài hành tinh. Bọn họ vớt vài thi thể của người ngoài hành tinh ở dưới sông lên, dáng vẻ giống với con người, có điều gen lại có sự đột biến đặc biệt. Vì thế nhiều khí quan bị suy kiệt dẫn tới bị tàn tật, vì thế họ mới phải dựa vào chó robot đi ra ngoài săn giết. Giáo sư Bill đoán sở dĩ người ngoài hành tinh bắt trẻ con đi là muốn lợi dụng tế bào phôi thai để hoàn thiện gen của bản thân. Trong nửa năm nay, ông đã nghiên cứu ra vũ khí sinh học bán thành phẩm dựa theo gen của người ngoài hành tinh. Trước mắt đó đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nếu thành công thì có khả năng sẽ tiêu diệt được toàn bộ người ngoài hành tinh. Bây giờ đang có một cơ hội bay trước mặt, vừa rồi một chiếc phi thuyền bị tàn phá đã rơi xuống dòng sông ở gần đây. Nếu có thể bắt được mấy người ngoài hành tinh còn sống để thử nghiệm, thế thì vũ khí sinh học rất có khả năng sẽ được chế tạo thành công. Karem và bác sĩ Sam đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn theo một đám người may mắn sống sót, có trang bị vũ khí tiến về phía phi thuyền kia. Lúc này họ đã nắm bắt được việc lợi dụng điện từ để gây nhiễu khiến chó robot mất năng lực. Lúc đám Karem di chuyển tới cạnh bờ sông, đứng nhìn đám chó robot đang quanh quần ở nơi xa, mọi người đều nín thở đợi điều chỉnh xong điện từ gây nhiễu. Karem trốn ở dưới gầm xe hơi căng thẳng bởi một con chó robot đang chậm rãi đi tới gần. May mà vào thời khắc mấu chốt, điện từ gây nhiễu đã được phát ra. Chó robot lập tức mất năng lực tấn công, mọi người nhao nhao đứng dậy bắt đầu ra sức đánh chó rơi xuống nước. Sau khi giải quyết kẻ địch một cách dễ dàng, Karem bảo Sam và vài người yểm hộ ở bên ngoài, những người còn lại cẩn thận tiến vào bên trong. Rốt cuộc phi thuyền của người ngoài hành tinh trông như thế nào? Đám người trợn tròn mắt nhìn mọi thứ trước mắt. Xung quanh đều là những bức tường kim loại đen xì, khắp nơi rải rác có cánh tay người máy.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là không hề có tung tích của người ngoài hành tinh, cảm giác như đây là một phi thuyền đã bị dọn sạch vậy. Đám người chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, không ngờ lại tìm thấy một cô gái hôn mê trên ghế. Tom cẩn thận kiểm tra thì nhận ra là chị gái Emily đã mất tích nửa năm của mình. Karen cũng nhận ra cô, vội vàng cởi đai an toàn ra đưa người đi. Cùng lúc này đám Sam ở bên ngoài yểm hộ đột nhiên bị bắn trúng, mọi người lập tức triển khai phản kích. Karen nhìn thấy người duy nhất bị bắn chết, không ngờ người ngoài hành tinh lại đích thân ra trận. Hiển nhiên đây là trận phục kích đã được lên kế hoạch từ lâu. Ở nơi cao cao ven đường, người ngoài hành tinh đã đứng đầy sẵn sàng chiến đấu. Tất cả những người may mắn sống sót chỉ có thể chạy trốn chết, liên tục có người ngã xuống. Cũng may có vẻ đối phương cố ý thả Emily, không hề bắn cô. Chỉ trong mười mấy phút, trên mặt đất đã đầy thi thể, những người chạy được về căn cứ địa chỉ còn lác đác vài mống, hơn nữa ai cũng bị thương. Trong sảnh lớn tràn ngập tiếng kêu rên, Sarah bận tới trán đầy mồ hôi, đến tận khi nhìn thấy con trai Tom bình yên vô sự mới yên tâm. Điều khiến bà kinh ngạc và vui mừng hơn là Emily biến mất nửa năm đã quay lại, bà không nhịn được rưng rưng nước mắt. Nhưng điều này không che đậy được sự thất bại trong trận chiến. Joe, lãnh đạo của những người may mắn sống sót, đang rơi vào tự trách. Cô cho rằng giải quyết được đám chó robot là có thể yên tâm, nào ngờ đám người ngoài hành tinh vốn yếu ớt cũng có thể cầm vũ khí lên chiến đấu. Lẽ nào họ đã khắc phục được những khuyết điểm trong gen của bản thân? Tối hôm đó, Karen không kìm được tới tìm Emily. Anh ta hỏi cô đã trải qua những gì trong phi thuyền của người ngoài hành tinh. Lúc này Emily lại lộ ra vẻ mơ hồ, cảm thấy những chuyện kia như một giấc mơ. Karen đáng thương đã bị hành động này qua mặt, nhưng giáo sư Bill và Joe không hề ngốc, trời vừa sáng họ đã tới tìm Emily. Hai người cũng hỏi câu giống với Karen, nhưng từ đầu tới cuối Emily đều nói không biết gì. Joe chắc chắn đối phương đang giấu giếm gì đó. Nhìn từ hình xăm tròn trên tay đối phương, khả năng cao là một trong những thành viên của người ngoài hành tinh. Nếu không chẳng thể giải thích được vì sao Emily có thể quay về mà chẳng hề hấn gì. Joe đề nghị giáo sư dạy cô cách dùng vũ khí sinh học, vừa khéo có thể nghiệm chứng hiệu quả. Nhưng giáo sư Bill lại từ chối luôn, không có chứng cứ nào chứng minh Emily là người ngoài hành tinh, hơn nữa cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Thật ra hai người đều không đoán được rốt cuộc trong khoảng thời gian này Emily đã trải qua những gì. Trong phi thuyền ngoài hành tinh, Emily gặp được thủ lĩnh của người ngoài hành tinh, chính là người phụ nữ trong ảo ảnh lúc trước. Đối phương khẳng định cô chính là người ngoài hành tinh, yêu cầu Emily quay lại chỗ người may mắn sống sót là một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là ám sát giáo sư Bill, bởi ông đang nghiên cứu vũ khí sinh học có khả năng uy hiếp tới sinh mệnh của toàn bộ người ngoài hành tinh. Điều này khiến Emily khó mà lựa chọn. Từ lúc sinh ra tới giờ, rõ ràng cô là một con người, vì sao lại có thể tâm linh tương thông với người ngoài hành tinh? Giáo sư Bill cũng bị vấn đề này vây khốn. Sáng sớm nhân lúc Emily không chú ý đã lấy vài sợi tóc bị vướng trên lược của cô. Sau khi so sánh phát hiện ra gen của Emily giống hệt như gen của người ngoài hành tinh, điều này khiến ông giáo sư cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng lẽ cô không phải con ruột của mẹ mình? Lúc này Emily sắp phát điên rồi, cảm ứng của mình với người ngoài hành tinh càng lúc càng chân thực, nhất là khi cô nhìn thấy thi thể của người ngoài hành tinh nằm ở trên bàn nghiên cứu. Thậm chí cô còn nảy sinh cảm giác đồng cảm, trong lòng không khỏi xuất hiện một luồng sát ý. Một bên khác trong căn cứ nghiên cứu thiên văn, Catherine và binh sĩ canh gác còn đang tìm kiếm hang ổ của người ngoài hành tinh, nhưng tiếc là không có bất cứ tiến triển nào. Ngay khi mọi người đi đến ngõ cụt, hai người binh sĩ dẫn theo một người đàn ông xa lạ đang hôn mê bất tỉnh đi vào. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến cấp cứu. Catherine phát hiện một quyển sổ ghi chép ở trong ba lô của anh ta, bên trong viết đầy những nội dung rối rắm khó hiểu. Đúng lúc này chúng ta phát hiện hình xăm trên cánh tay của người bị thương, không ngờ đối phương lại là một người ngoài hành tinh. Tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Chúng ta bước đến lớn tiếng gặng hỏi tại sao anh lại đến đây. Thì ra người đàn ông này vừa trốn thoát khỏi hang ổ của người ngoài hành tinh. Đối mặt với sự truy đuổi sát sao, cơ thể sơ ý trúng một phát đạn. Anh ta dùng hết sức lực cuối cùng của mình đi tới đỉnh núi tuyết, cuối cùng ngất đi. May mà không lâu sau hai binh sĩ canh gác kịp thời phát hiện ra anh ta. Câu đầu tiên mà người ngoài hành tinh này nói sau khi tỉnh lại đó là hỏi giáo sư Bill đang ở đâu. Catherine không biết Bill, bèn vội vàng hỏi ra vấn đề đã làm khó mình bấy lâu. Các anh đến trái đất bằng cách nào? Đối phương không hề giấu giếm, quả quyết nói cho cô biết bọn họ lần theo tín hiệu âm nhạc tìm đến đây. Catherine cũng không kịp khiếp sợ bởi vì trong lòng còn có nhiều thắc mắc hơn. Tại sao anh lại trúng đạn? Tại sao muốn tìm giáo sư Bill? Người ngoài hành tinh không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Anh ta không đồng tình với cách đồng loại xâm lược con người, cho nên trốn ra ngoài tìm giáo sư Bill nổi tiếng, muốn nhờ đối phương vạch ra một con đường cộng sinh. Mà trong quyển sổ ghi chép luôn mang theo bên người có ghi lại công thức vật lý tiên tiến, người ngoài hành tinh dùng thứ này làm cơ sở để nghiên cứu ra kỹ thuật bước nhảy không gian. Catherine vô cùng ngạc nhiên nhìn người ngoài hành tinh, cảm thấy lần này mình đã nhặt được báu vật rồi, nhưng sự thật có thật như vậy không? Không ai ngờ được rằng đám người truy đuổi người ngoài hành tinh đã tìm tới cửa rồi. Một viên đạn xuyên qua cửa sổ lập tức hạ gục một cô binh sĩ. Sau đó là tiếng súng dày đặc vang lên, đám người ngoài hành tinh nhanh chóng vọt vào hành lang. Đôi bên lập tức chiến đấu kịch liệt. Catherine phản ứng rất nhanh, lập tức kéo em gái trốn vào lối đi sau cánh cửa. Trung tá vì bảo vệ hai chị em bọn họ sơ ý trúng đạn thiệt mạng. Chỉ còn lại một người binh sĩ cô kéo Catherine vội vàng chạy trốn. Khi căn cứ đã yên tĩnh trở lại, một người ngoài hành tinh im lặng đi tới bên cạnh giường của người bị thương, hiển nhiên cực kỳ tức giận với hành động chạy trốn của anh ta, không chút do dự duỗi hai tay ra thủ tiêu anh ta.
Không ai ngờ được rằng người trong cả căn cứ nghiên cứu bây giờ chỉ còn lại 3 người sống. May mà Catherine không từ bỏ ý định tiêu diệt người ngoài hành tinh. Những kiến thức trong quyển sổ ghi chép vô cùng quan trọng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra giáo sư Bill mới được. Nhưng không biết lúc này ông giáo sư đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Khi tất cả những người sống sót ở trong trường chìm vào mộng đẹp, Karen vô tình nhìn thấy Emily lén la lén lút đi vào đại sảnh. Không ngờ cô thực sự chuẩn bị ra tay với ông giáo sư, may mà đối phương kịp thời tỉnh lại khiến cây kéo của cô không đâm vào quá sâu. Lúc này Karen cũng chạy đến ôm chặt lấy Emily ngăn cản cô ta tiếp tục làm chuyện ngu ngốc. Trải qua trận ầm ĩ này đã hoàn toàn chứng minh thân phận người ngoài hành tinh của Emily. Cô bị nhốt riêng trong phòng để đồ. Giáo sư Bill vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, nếu như ông xảy ra chuyện bất trắc gì vậy thì thành quả nghiên cứu về người ngoài hành tinh cũng sẽ trở thành công cốc. Cuối cùng giáo sư Bill đưa ra một quyết định rất quan trọng, chỉ thấy ông lẳng lặng mở cánh cửa tủ đã bị khóa chặt ra, thấy virus kiểu mới được cất giữ trong đó ra. Thứ này là để đối phó với người ngoài hành tinh, là vũ khí sinh học bán thành phẩm. Giáo sư Bill chuẩn bị thử nghiệm hiệu quả trên người Emily, đôi mắt của cô gái lập tức đong đầy nước mắt, giống như ẩn chứa sự hối hận và cầu xin vô tận. Giáo sư Bill an ủi nói đây chỉ là một liều thuốc an thần mà thôi, sau đó ông cưỡng chế tiêm virus vào cánh tay trắng nõn của Emily. Nhưng chẳng mấy chốc cô gái đã phát hiện ra sự bất thường, cả người cô mất hết sức lực, trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng giáo sư Bill cũng không chắc chắn, định rút mẫu thử ra đi làm hóa nghiệm, kết quả khiến người ta rất vui mừng. Cuối cùng virus cũng phát huy tác dụng, các bộ phận trên cơ thể người Emily bắt đầu suy yếu một cách nhanh chóng. Với tư cách là người phát minh ra virus, giáo sư Bill biết rõ sức sát thương của nó đối với gen của người ngoài hành tinh. Ông cũng không muốn Emily vì vậy mà chết. Ông nói rằng chỉ có tiêm insulin vào người mới có thể tạm thời khống chế bệnh tình. Nhưng thủ lĩnh tổ chức Joe biết rõ rằng insulin trong kho đã dùng hết từ lâu rồi, chỉ có thể đi tới hiệu thuốc một chuyến. Không bao lâu sau, Karen dẫn theo một nhóm người sống sót đi tới siêu thị ở gần đó. Tất cả mọi người chia ra cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được quầy bán dược phẩm. Nhìn cửa sổ bị khóa chặt, bọn họ thành thục cạy khóa ra, bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm insulin. Karen thì dẫn theo một thằng bé đứng trước cửa siêu thị canh chừng, đột nhiên giá hàng bên cạnh truyền đến tiếng động. Karen men theo âm thanh lẳng lặng đi tới cuối giá hàng, phát hiện chỗ này có một con chó robot bị hỏng. Mặc dù không có sức sát thương nhưng trong lòng Karen lại xuất hiện một dự cảm không lành. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta lập tức xoay người quay lại chỗ vừa rồi đứng canh gác, nhưng anh ta lại phát hiện thằng bé đi chung đã biến mất rồi. Karen nôn nóng đi khắp nơi tìm kiếm, anh ta nhìn thấy mũ của thằng bé ở trước cửa siêu thị. Không cần nghĩ cũng biết cậu ta đã bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Trong lòng mọi người đều nặng trĩu vì tìm một hộp thuốc mà phải đổi bằng một mạng người, điều này có xứng đáng hay không? Nhờ có tác dụng của thuốc, trong thời gian ngắn mạng sống của Emily đã không gặp nguy hiểm, nhưng người nhà của cô không thể đợi được nữa bởi vì đã một ngày rồi mà chưa gặp Emily. Một người đàn ông tóc ngắn ở trong đó chính là ba của Emily, Jonathan. Chuyện này kể ra cũng trùng hợp. Lúc người ngoài hành tinh đổ bộ, ông bố Jonathan vốn đang ở một thành phố khác, vô cùng vất vả mới tìm được đến nơi này. Dọc đường ông còn làm quen với hai mẹ con Chloe. Không ngờ thằng nhóc Sasha cũng giống như Emily cũng có thể thành lập một mối liên kết nào đó với chó robot. Có cái radar sống này, ba người Jonathan có thể dễ dàng tránh khỏi chó robot, thuận lợi đi tới con đường ở trung tâm thành phố. Ở đây bọn họ tình cờ gặp được đám người Karen ra ngoài làm việc. Anh ta vừa nhìn bức ảnh đã nhận ra chồng của Sarah, vội vàng dẫn người đến căn cứ ở lầu dạy học. Vợ chồng hai người lâu ngày mới gặp lại tất nhiên là vô cùng vui mừng. Chỉ là Chloe cùng đi chung với Jonathan trong lòng lại có chút mất mát. Nhớ lại trên đoạn đường mà hai người cùng vượt qua đã sớm nảy sinh tình cảm vượt qua cả tình bạn. Sau khi Jonathan biết được con gái mình bị giam cầm, tất nhiên là ông cực kỳ tức giận, bọn họ có quyền gì mà làm như vậy. Nhưng thái độ của giáo sư Bill và Joe lại vô cùng kiên quyết. Ông nói rằng bất cứ người nào cũng không được gặp Emily. Ở đây phần lớn đều là người của Joe, vợ chồng hai người cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cậu nhóc Sasha và Emily đều có năng lực cảm ứng tâm linh. Biết được chuyện này không hề đơn giản như vậy, bèn âm thầm theo dõi ông giáo sư, ghi nhớ căn phòng đang giam giữ Emily. Nhưng bây giờ cũng không thể cứu cô ra ngoài, ngay cả Emily lúc này cũng cảm nhận được sự khác thường. Cô nhớ lại thủ lĩnh người ngoài hành tinh đã nói, Bill đang nghiên cứu virus đối phó với người ngoài hành tinh, lập tức đoán ra được giáo sư Bill đã tiêm thứ gì cho mình. Mặc dù đối phương rất thoải mái thừa nhận nhưng bây giờ cô cũng không thể thay đổi được gì, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng người ngoài hành tinh thực sự ngồi yên chờ chết sao? Trên con đường cực kỳ hoang vắng, một bóng người ốm yếu đang khó khăn đi về phía trước. Binh lính canh gác nhìn kỹ lại, đây chẳng phải đứa trẻ ngày hôm qua bị người ngoài hành tinh bắt đi hay sao? Những người sống sót vô cùng kích động, vội vàng bế đứa trẻ lên. Nhìn bộ dạng đau đớn của cậu bé, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Mọi người luống cuống tay chân kiểm tra cho cậu bé, phát hiện phần dưới bụng có một vết thương rất dài đã được may lại. Chẳng lẽ đã thiếu linh kiện gì rồi hay sao? Một người đàn ông vội vàng tách vết thương ra để xác nhận, nhưng một giây sau, mặt của anh ta lại tái đi. Vụ nổ cực lớn suýt nữa đã lật tung nguyên cả đại sảnh, tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng mắt mày. Ai ngờ đây chỉ mới là bắt đầu. Vô số người ngoài hành tinh xông vào bắt đầu điên cuồng sát hại những người còn sống sót ở hiện trường. Trong lòng giáo sư Bill trở nên nặng nề, tất cả virus đều bị hỏng nặng sau vụ nổ. Bây giờ niềm hy vọng duy nhất chính là Emily đang có virus trong người, họ tuyệt đối không thể để cô xảy ra chuyện.
Không ngờ cậu nhóc Sacha còn hành động nhanh hơn một bước, cậu ta lập tức xông vào nhà kho dìu Emily yếu ớt lên. Karem và cả nhà Sacha biết được tình hình không ổn, nhân lúc hỗn loạn âm thầm chạy trốn ra ngoài bằng đường cửa sau. Không đến một tiếng đồng hồ, căn cứ của những người sống sót đã biến thành hang ổ của người ngoài hành tinh. May mà giáo sư Bill cũng thoát ra được, khiến kế hoạch lần này của người ngoài hành tinh trở thành công cốc. Cả đoàn người cẩn thận băng qua con đường, cuối cùng chọn một cửa hàng làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Lúc này Emily mặc dù rất suy yếu nhưng vẫn còn sức nói chuyện. Giáo sư Bill thấy vậy chỉ đành thừa nhận mình đã tiêm virus vào người cô, chứng minh chuyện vũ khí của người ngoài hành tinh. Mọi người đều vô cùng tức giận, nhất là người mẹ Sarah. Bà gần như nổi điên nhưng giáo sư Bill lại khẳng định mình không hề làm sai. Sau đó ông móc liều insulin ra, nói thứ này có thể ức chế bệnh tình của Emily. Không ngờ nó lại nhanh chóng có tác dụng. Tối hôm đó Emily lập tức có chuyển biến tốt. Cậu nhóc Sacha vội vàng chạy đến nhìn cô, cho dù đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Bởi vì trong ảo giác bọn họ đã thân thiết với nhau từ lâu rồi, Sacha theo bản năng cảm thấy mình và Emily là một cặp trời sinh. Quay lại với giáo sư Bill, giờ đây ông đã trở thành đối tượng bị mọi người cô lập. Chỉ có thủ lĩnh trước kia là Joe vẫn giữ thái độ ủng hộ ông. Mặc dù virus đã bị hư hại trong vụ nổ nhưng Emily đã bị lây nhiễm. Chỉ cần dẫn cô đến phòng thí nghiệm lấy bản mẫu trong cơ thể cũng có thể tiêu diệt được người ngoài hành tinh. Ai ngờ cuộc nói chuyện giữa hai người sớm đã bị Sacha nấp ở bên cạnh nghe thấy. Cậu nhóc này vốn là kiểu người làm việc quyết đoán không nói nhiều. Nhân lúc ban đêm vắng người lẳng lặng đi tới bên cạnh giáo sư Bill. Cậu ta cho rằng chỉ cần đối phương chết đi thì Emily mới có thể an toàn. Còn về việc tiêu diệt người ngoài hành tinh hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu ta. Khi Sacha rút dao găm ra chuẩn bị xông lên, bác sĩ Sam đi tuần tra đột nhiên xông tới. Hai người lập tức lao vào đánh nhau. Sacha bình tĩnh đâm hết nhát này tới nhát khác vào người Sam. Ông giáo sư thấy vậy thì vội vàng xoay người chạy ra ngoài, cuối cùng trốn vào góc tối ở trên đường mới hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Sacha. Không ngờ cậu ta lại quay về nơi Sam bị thương, mãi đến khi đối phương hoàn toàn tắt thở mới im lặng rời khỏi phòng. Khi trời gần sáng, cuối cùng Karem mới phát hiện ra Tom đã chết. Tất cả mọi người lập tức nhanh chóng thức dậy. Hung thủ Sacha giả vờ như hoàn toàn không biết gì, bởi vì không có ai nghi ngờ cậu ta. Tất cả mọi người tìm kiếm khắp cửa hàng, không phát hiện ra dấu vết có người xâm nhập. Hơn nữa, giáo sư Bill cũng biến mất. Karem nghi ngờ có khi nào ông sợ tội bỏ trốn hay không. Joe lập tức lên tiếng phủ nhận. Điều cô lo lắng nhất trong lúc này chính là an nguy của giáo sư Bill. Cùng lúc đó, hai chị em Catherine đang tìm kiếm giáo sư Bill thuận lợi đến được một thư viện. Bởi vì bọn họ không hề biết giáo sư Bill nên chỉ có thể thông qua những cuốn sách mà ông từng xuất bản tìm kiếm địa chỉ làm việc của ông. Chẳng mấy chốc đã có tin tức tốt, cuối cùng Catherine cũng xác định được giáo sư Bill đang làm việc ở trong một trường đại học nào đó ở thành phố London. Mặc dù chưa chắc gì ông sẽ tị nạn ở trong trường học nhưng chắc chắn sẽ ở cách đó không xa. Lúc ra khỏi thư viện, Catherine còn cố tình lấy ba lô trên người một thi thể, có thể thấy được mức độ xem trọng của cô đối với quyển sổ ghi chép. Ba người cùng bước lên hành trình mạo hiểm đi tới London, vô tình đi tới một căn nhà nhỏ biệt lập. Bọn họ vốn định tìm kiếm một số vật tư nhưng lại vô tình nghe thấy tiếng động cơ khởi động. Anh binh sĩ đi tới gara xem thử, phát hiện một ông già đang ngồi trong xe định kết liễu chính mình. Bọn họ vội vàng kéo ông ra ngoài. May mà cấp cứu kịp thời, ông già không có gì đáng ngại, chỉ là ông đã sớm mất đi hy vọng sống. Tất cả người thân của ông đều đã chết trong trận tai nạn này. Ngay cả người bạn già còn lại cũng đã bị người ngoài hành tinh giết chết vào mấy hôm trước. Catherine nghe xong thì vô cùng đau buồn, bèn mời ông cùng đi tới London tìm kiếm giáo sư Bill. Ý tưởng cứu vớt thế giới này xem như đem đến hy vọng mới cho ông già. Một nhóm 4 người nhanh chóng lái xe trên đường, điều này tiện lợi hơn rất nhiều so với đi bộ bằng hai chân. Lúc băng qua một khu rừng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu truyền đến từ bên trong, mọi người nhanh chóng xuống xe kiểm tra. Họ phát hiện một cái lều của con người bị chó robot tấn công, chỉ còn một cô bé đang định chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị chó robot bắt kịp. Catherine muốn chạy đến giúp đỡ nhưng lập tức bị anh binh sĩ ngăn cản bởi vì số lượng chó robot quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể mở to mắt nhìn cô bé bị giết hại một cách tàn nhẫn. Không ai ngờ được người ngoài hành tinh lại máu lạnh như vậy, làm việc cũng hoàn toàn không có giới hạn. Bốn người Catherine bất đắc dĩ tiếp tục lên đường. Lúc gần đến thành phố, trên đường chính chất đầy xe cộ bỏ đi, nhìn thi thể thối rữa nằm bên đường, trong lòng mọi người vô cùng đau buồn bởi vì đường đi bị chặn đứng, chiếc xe rẽ tới rẽ lui chạy đến một bến tàu. Đột nhiên có một tiếng súng vang lên, mọi người lại bị người ngoài hành tinh tấn công, chiếc xe hơi nhanh chóng gặp trục trặc không đi được. Mấy người lại tiếp tục bị đám người ngoài hành tinh tập kích thêm một lần nữa. Rất nhanh ô tô đã bị hỏng không thể đi được. Bọn họ đành phải bỏ lại ô tô rồi chạy đến khu vực thùng hàng container để tránh né. Ai ngờ đám người ngoài hành tinh đã sớm có chuẩn bị, chúng vậy mà lại mai phục ở trên đỉnh thùng hàng. Catherine và những người khác khá là bị động, một ông già không cẩn thận bị bắn trúng vào chân. Mọi người không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui, cuối cùng trốn vào một gian trong thùng hàng. Ông già thực sự không thể chạy nổi nữa nên để đám người Catherine đi trước, nếu không tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Thủ vệ binh lính vô cùng thẳng thắn móc ra một trái lựu đạn đưa cho ông. Cuối cùng dưới sự yểm trợ của ông già, đám người Catherine đã nhanh chóng chạy thoát ra khỏi thùng hàng container. Ông già vẫn ở lại chỗ đó, nghe thấy tiếng bước chân địch đang đến gần thì không chút do dự rút chốt lựu đạn ra. Catherine biết bản thân mình đã hoàn toàn mất đi người bạn mới này.
Số người đi chung lại lần nữa thay đổi, ba người họ dường như không xảy ra chuyện gì, nhưng như thể là đã trải qua vài thế kỷ dài dằng dặc. Trong khu phố thành thị London, rất nhiều người ngoài hành tinh rải rác ở khắp các con phố đều đang khua chiêng gõ trống tìm kiếm giáo sư Bill. Một trong những tiểu đội đó đang đằng sát khí đi về phía Emily đang ẩn nấp. Cũng may mà cậu bé Tom đang chạy canh gác đã kịp thời phát hiện ra tình hình, vội vã chạy lên tầng thông báo những người còn sống rút lui. Bọn họ biết chắc chắn cửa chính của trung tâm thương mại sẽ không chỉ ra được nên chỉ có thể chạy vòng vào từ cửa hông. Trên đường đi gặp phải vài kẻ địch, Karen đều có thể giải quyết dễ dàng. Đoàn người thuận lợi chạy trốn ra đến bên ngoài trung tâm thương mại, làm cho đám người ngoài hành tinh khi thấy hung hăng kia lại vồ hụt lần nữa. Đám người không dám dừng lại chút nào, liên tục băng xuyên qua mấy con phố mãi cho đến khi đến được một trạm xe buýt lớn. Sau khi phát hiện xung quanh không có gì nguy hiểm, bọn họ quyết định biến nơi đây thành cứ điểm tạm thời. Nhưng tất cả mọi người đều biết đó không phải là giải pháp lâu dài. Joe thường xuyên cầm bộ đàm lên, hy vọng có thể liên lạc với các nhóm phòng chống khác. Tom có chút tuyệt vọng, e rằng cả thành phố này chỉ còn lại mỗi bọn họ mà thôi. Tình hình của Emily bên này càng tệ hơn. Số lượng insulin mang theo lúc đầu đã không nhiều lắm, phải nhanh chóng bổ sung nó càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ người có thể chiến đấu ngoài Karen đang canh chừng ra thì cũng chỉ còn lại bố của Emily là Jonathan và em trai Tom. Hai bố con không chút do dự, sau khi nhanh chóng trang bị vũ khí đã cùng nhau ra ngoài tìm insulin. Rất nhanh bọn họ đã tìm được một bệnh viện ở cách đó không xa. Hai người bàn nhau tách ra thăm dò, Jonathan thuận lợi tìm được insulin ở trong tủ thuốc. Đang chuẩn bị đến hội họp với con trai thì mới phát hiện con mình vậy mà đã bị hai gã người ngoài hành tinh bắt giữ. Ông bố rất sợ con trai sẽ gặp phải nguy hiểm nên chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Mục đích của hai gã người ngoài hành tinh rất rõ ràng, bọn họ muốn biết tung tích của giáo sư Bill. Nhưng hôm nay ông ấy đã rời khỏi trung tâm thương mại, Jonathan cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Mắt thấy người ngoài hành tinh lập tức muốn giết chết Tom thì Jonathan vội vã nói dối giáo sư đang ở cách đấy không xa, có thể dẫn bọn chúng cùng đi đến đó. Thật ra đây chỉ là kế hoãn binh của Jonathan, ông chỉ vào trong tòa nhà di động. Giáo sư đang ở bên trong nhưng bên cạnh còn có không ít người còn sống sót. Một tên người ngoài hành tinh tin là thật vội vã chạy về tìm viện binh, chỉ để lại một người phụ nữ ở lại canh chừng hai bố con. Jonathan chính là đang đợi cơ hội này, ông nhân lúc đối phương không chú ý đã bất chợt lao tới đánh dụng vũ khí rồi bóp cổ cô ta thật chặt. Sau khi xác nhận nữ người ngoài hành tinh đã hoàn toàn tắt thở rồi mới kịp quay sang kiểm tra con trai Tom của mình. Phát hiện cánh tay cậu không cẩn thận bị đạn bắn trúng. Điều này khiến Jonathan hoàn toàn luống cuống, ông đỡ con trai bị thương lên quay về trạm xe buýt, trong lòng tràn đầy tự trách và phiền muộn. Emily cảm nhận rõ ràng được nỗi đau khổ của bố mình, trong lòng vô cùng kích động. Cô cảm thấy đều tại mình đã mang lại rắc rối cho người nhà, đồng thời cũng nhận thức rõ được hành động giết người máu lạnh của đám người ngoài hành tinh. Lúc này cô mới bắt đầu chấp nhận cách làm không từ thủ đoạn tiêu diệt người ngoài hành tinh của giáo sư Bill, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của ông ấy. Sau khi trốn thoát khỏi trung tâm thương mại, giáo sư Bill đã một mình ẩn náu ở xung quanh. Trong một lần thu thập vật tư ở siêu thị đã vô tình gặp phải một người lính. Sau khi đối phương xác nhận Bill không phải người ngoài hành tinh thì đã có lòng tốt đưa ông tới chỗ ở của mình. Bên trong còn có hai người lính gặp nạn khác nữa, tiểu đội của 8 người vốn có khoảng mấy mấy người. Nhưng sau khi trải qua vô số trận chiến giết với người ngoài hành tinh thì hiện tại chỉ còn lại 3 người. Nhưng chiến tích của bọn họ cũng không tệ, đã tiêu diệt được một đám người ngoài hành tinh lớn không nói, thậm chí còn bắt sống được một gã tù binh. Bill cảm nhận được đám quân nhân này tràn đầy nhiệt huyết nên đã lập tức nói ra lai lịch của mình. Ông muốn đưa Emily, người đang cầm virus, đến phòng thí nghiệm, như vậy là có thể giải phóng vũ khí sinh học. Sau khi người lính cầm đầu nghe xong đã vô cùng kích động, quyết định đi cùng Bill đến gặp Emily. Ở trung tâm thương mại, khi đến cửa trung tâm thương mại mới phát hiện ra ở đây đã bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh. Trong lòng đang vô cùng lo lắng, không biết Emily có bị bắt hay không, thì đúng lúc này trong căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người ngoài hành tinh. Bill lập tức tò mò đứng lên, phát hiện có người đang đánh người ngoài hành tinh. Người lính bên cạnh giải thích tất cả người nhà của người may mắn còn sống sót kia đều đã chết dưới tay của người ngoài hành tinh. Ngày hôm nay lại tình cờ là sinh nhật của con anh ấy cho nên mới chút giận lên người ngoài hành tinh. Mặc dù Bill biết đám xâm lược này đều là kẻ đáng chết, nhưng lương tâm nói cho ông biết không nên đối xử như vậy với kẻ địch không còn chút sức đánh trả nào. Khi màn đêm buông xuống tất cả lính đều đã ngủ say, giáo sư đã lặng lẽ trộm chìa khóa còng tay đến giải cứu người phụ nữ người ngoài hành tinh đang còn ngơ ngác kia. Người mới tìm được chỗ ở mới là Bill cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Tuy là họ ở phía đối lập nhưng trước sau vẫn luôn cảm thấy bất kể là ai thì cũng không nên bị đối xử tàn bạo. Nhìn vết thương trên người nữ người ngoài hành tinh, giáo sư Bill lặng lẽ ra khỏi phòng, quyết định ra ngoài giúp cô tìm chút thuốc giảm đau về. Nơi này cách nơi trú ẩn ở trường học trước đây không xa. Đi xuyên qua một con đường, giáo sư Bill lại lần nữa quay về nơi quen thuộc này. Từng mảnh kiến trúc lẫn vào với đống thi thể, tạo thành hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với đám đông nhộn nhịp trước kia. Lão giáo sư lấy lại bình tĩnh, tìm được một bộ đàm 5 tuyến trong tay một thi thể. Đó mới là điều ông ta muốn nhất. Đêm khuya tĩnh lặng, giáo sư dùng bộ đàm liên lạc với Joe vẫn luôn giúp đỡ mình. Nói ra chuyện cậu nhóc Sache muốn gây bất lợi cho mình, sau đó còn kể ra chuyện giết chết bác sĩ Sam, tiếp đó để Joe nghĩ cách đưa Emily đến phòng thí nghiệm.
Lão giáo sư chưa bao giờ quên kế hoạch tinh chế virus tiêu diệt người ngoài hành tinh. Ngày thứ hai trời vừa rạng sáng, ông lại nhận được tin tức của Joe, đối phương chuẩn bị cưỡng ép đưa Emily đến phòng thí nghiệm. Sau khi nghe xong, giáo sư hơi kích động quyết định lập tức đứng dậy đi gặp mặt luôn, ngay cả nữ tù binh người ngoài hành tinh cũng không để ý đến. Khi ông khó khăn vất vả mãi mới đến được nơi, trong lòng thầm thở vào may mà thiết bị thí nghiệm không bị hư hỏng. Lúc này Joe đã chuẩn bị sẵn sàng cưỡng ép Emily đến. Nhân lúc cô ở một mình đã lặng lẽ dùng súng uy hiếp để cô đi theo mình đến phòng thí nghiệm. Sau khi biết ý định của Joe, Emily đã thể hiện thái độ vô cùng hợp tác. Giờ đây cô thật lòng muốn góp sức tiêu diệt người ngoài hành tinh. Nhưng Sasha không nghĩ như vậy, cậu ta còn chuẩn bị xông lên ngăn cản. Joe lập tức tiết lộ sự thật là cậu ta đã giết bác sĩ Sam. Điều này khiến cho Emily hoàn toàn nhìn rõ tâm tư ác độc của hắn. Sau khi đám người chạy tới biết được chân tướng sự việc cũng hiểu được thái độ của Emily, tất cả đều rối rít đứng ra bày tỏ thái độ muốn đi cùng cô tới phòng thí nghiệm tụ họp với giáo sư. Một bên khác, chị em Catherine đang tìm kiếm giáo sư Bill đã tới chỗ cô nhậm chức ở trường học, đáng tiếc tìm khắp phòng học cũng không tìm thấy một bóng người, thậm chí ngay cả trên danh sách của lễ tân cũng không tìm được tên của Bill. Catherine nhất thời rơi vào trong tuyệt vọng, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm thế nào. Đúng vào lúc cô mượn rượu giải sầu đã vô tình nhìn thấy phòng học ở phía đối diện có ánh đèn sáng lên. Chắc chắn nơi này vẫn còn có người khác còn sống. Ba người lập tức lên đường đi xuyên qua quảng trường đầy thi thể, lặng lẽ đi vào căn phòng có ánh đèn lóe lên. Không ngờ nơi này là một phòng thí nghiệm cỡ lớn, cả căn phòng đèn đuốc sáng choang. Đáng tiếc cũng không phát hiện bóng dáng của người sống nào. Ở tận trong cùng của bàn thí nghiệm đặt một con chó robot, có một thi thể cả người đều là máu nằm ở đằng sau. Catherine đặt toàn bộ sự chú ý lên máy kiểm tra được kết nối với con chó robot. Các số liệu phức tạp hiển thị trên đó khiến cô vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc người đàn ông này đang làm gì? Anh ta chết như thế nào? Sau khi chuyển thi thể của người đàn ông ra ngoài, Catherine bắt đầu nghiên cứu số liệu của chó robot. Cô phát hiện một vài công thức đại lượng không đổi, trong đó có chút tương tự với trên máy vi tính xách tay. Chắc hẳn là người đàn ông đang nghiên cứu nguyên lý hoạt động của chó robot. Có lẽ trong này đề cập tới không ít khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Trải qua cả đêm tìm tòi, cô phát hiện hệ thống xử lý của chó robot là một đại não siêu cấp. Một động tác nguy hiểm còn chưa làm xong, anh ta như là có thể dự trù ra vô số loại biện pháp ứng phó, tựa như có thể biết trước vậy. Trong lúc vô tình, em gái Sophia nhặt được một chiếc di động trên sàn nhà. Cô đoán chắc hẳn là người đàn ông sử dụng khi còn sống và tìm ra dây nguồn điện bắt đầu sạc điện. Sau khi mở máy, Sophia nhìn thấy có rất nhiều video lưu trữ trong điện thoại, đều là nhật ký mà người đàn ông đã chết quay lại. Cô tò mò lật xem từng cái một. Sau khi biết được người đàn ông sống sót sau thảm họa điện tử thì vẫn luôn trốn ở trong phòng thí nghiệm. Ngày hôm đó đã vô tình nhìn thấy một con chó robot bị thương, vì vậy đã bắt đầu làm nghiên cứu. Người đàn ông này nhất định là một thiên tài. Đột nhiên có cảm hứng kết nối giao diện điều khiển của chó robot, định lợi dụng sử dụng thông tin đọc được để hóa giải hành động của nó. Nguyên lý là chuyển đổi một vài số liệu trong đó, quả thực không có cách nào hiểu nổi, cho nên công việc nghiên cứu vẫn luôn trì trệ. Cho đến một lần đột phát ngoài ý muốn, cánh tay của anh ta bị chó robot làm bị thương, cuối cùng mất máu quá nhiều nên đã chết. Sau khi Catherine xem xong những ngày này, trong lòng sáng tỏ thông suốt, người đàn ông không có cách nào hiểu được chuyển đổi số liệu. Rất có thể chính là thông qua máy tính xách tay ghi lại công thức thực hiện. Khi Catherine chuẩn bị đọc lại số liệu một lần nữa, thì bàn tay vô tình bị chó robot đâm thủng. Chắc hẳn là người đàn ông kia cũng bị thương như vậy, chỉ là Catherine tương đối may mắn không bị thương đến chỗ hiểm mà thôi. Lần này cô đã hiểu tất cả phân tích số liệu, cuối cùng phát hiện một sự thật đáng sợ. Những con chó robot này có năng lực quay ngược thời gian trong chốc lát, cho nên mới có thể dự đoán được hành động của kẻ địch. Chắc hẳn người ngoài hành tinh đã nắm giữ kỹ thuật điều khiển thời gian. Trong lúc liên tưởng tới những lời mà người ngoài hành tinh bỏ trốn lúc trước đã từng nói, Catherine suy đoán cũng không phải là thông qua không gian nhảy tới trái đất mà là lợi dụng kỹ thuật thời gian xuyên từ tương lai đến chỗ này. Cũng chính là nói đám người ngoài hành tinh này đến từ tương lai. Sau khi em gái Sophia nghe xong thì rất kích động, đồng thời cô cũng mang tới một tin tốt, biết được từ trong nhật ký của người đàn ông. Trường học này vẫn còn một chi nhánh ở London, hẳn là giáo sư Bill nhận chức ở chi nhánh đó. Hai chị em Catherine không hề do dự chút nào, thu dọn xong hành lý lại lên đường một lần nữa. Chắc hẳn lần này có thể hội họp với giáo sư Bill. Ba người này đi xuyên qua con phố của ngày tận thế, xung quanh yên tĩnh chứa đầy thi thể. Bỗng nhiên phía trước có tiếng động truyền tới, hóa ra là chủng tộc ngoài hành tinh đang thu dọn chó robot. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là bước nhẹ bước chân lén lút đi qua. Ai ngờ Sophia ở cuối cùng tốc độ chậm hơn một chút, suýt chút nữa bị người ngoài hành tinh canh gác phát hiện. Cô không thể làm gì khác hơn là tạm thời trốn vào trong cốp xe, dường như đối phương đã nhận ra, từ từ mở từng cốp xe ra kiểm tra từng cái một. Khi cả ta đi tới chỗ chiếc xe mà Sophia trốn, một tiếng súng đã gây ra tiếng động, rất nhanh đã thu hút những người ngoài hành tinh khác tới. Ba người không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu chạy như điên, cuối cùng trốn vào một khu nhà trọ không có người mới tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Bọn họ cũng không nhớ đây là lần thứ mấy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nghĩ đến việc gánh vác trách nhiệm nặng nề, rất nhanh trong lòng đã bình tĩnh lại. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mấy người lại bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm. Vô cùng trùng hợp là bọn họ vừa mới đi ra đường đã bị Carrie đang hóng gió nhìn chằm chằm.
Người hai bên đứng đối diện nhau mới biết đều là vì trợ lý giúp giáo sư Bill. Đám người Catherine vui mừng đi tới phòng thí nghiệm, cuối cùng đã nhìn thấy giáo sư Bill mà bọn họ trông đợi đã lâu. Ai ngờ lúc này đối phương lại bày ra vẻ mặt như đưa đám, giống như đã trải qua chuyện vô cùng đau khổ. Hóa ra ngày hôm qua ông đã thành công hội họp cùng với đám người Emily, sau đó đã nóng lòng bắt đầu giải phóng virus. Ai ngờ thông qua hóa nghiệm phát hiện ra loại virus này bắt buộc phải dựa vào một vật trung gian thì mới có thể có tác dụng. Muốn tiêu diệt người ngoài hành tinh thì chỉ có thể để cho Emily xâm nhập vào trong trục tổng người ngoài hành tinh, dùng phương pháp truyền nhiễm khiến bọn chúng nhiễm virus. Sau khi Emily biết được, lúc đầu còn biểu hiện rất kháng cự, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Bill và Joe, cô vẫn lựa chọn đứng về phía nhân loại, chủ yếu là không ngờ tới người nhà chết ở trong tay người ngoài hành tinh. Kế hoạch chất lượng còn chưa bắt đầu đã xảy ra bất trắc. Emily đột nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn, không có sức lực, giống như là mắc bệnh vậy. Mẹ Sarah thấy vậy vội vàng gọi tiến sĩ Bill tới kiểm tra. Sau khi kiểm tra máu của Emily xong, vẻ mặt của Bill vô cùng phức tạp, bởi vì virus trong cơ thể cô đang nhân lên với tốc độ khẩn cấp, sợ là tiêm insulin cũng vô dụng. Joe hơi không hiểu sao sẽ xảy ra sự thay đổi này. Giáo sư Bill lại giải thích rằng bởi vì Emily đã mang thai nên hệ miễn dịch bị suy giảm mới khiến virus có cơ hội xâm nhập. Nhưng trong mắt Joe chỉ có nhiệm vụ, cô muốn thừa dịp Emily còn chưa chết nhanh chóng đưa tới xảo huyệt của người ngoài hành tinh. Có lẽ do linh cảm bách bảo, cậu bé Sacha trốn ở chỗ tối lại thấy được cái chết của Emily trước. Thế là cậu ta nhanh chóng đến nơi đối phương đang sống. Sau khi lén lút tránh được lính canh tuần tra, cuối cùng Sacha tới được phòng của Emily. Nhìn ra vẻ hấp hỏi của cô, cậu ta lập tức nổi giận, Sacha cho rằng chắc chắn là do Bill dở trò. Đối mặt với họng súng uy hiếp, giáo sư Bill chỉ đành nói ra chuyện Emily đang mang thai, sắp bị virus giết chết. Sacha nghe xong càng tức giận hơn, bởi cậu ta biết Emily đang mang thai con của mình. Sacha lập tức quyết định đưa người yêu lên phi thuyền của người ngoài hành tinh. Những ảo ảnh trước kia nhắc nhở cậu ta rằng nơi đó có thể chữa khỏi cho Emily. Để chăm sóc tốt hơn cho con gái, bà mẹ Sarah cũng muốn đi cùng. Sau khi đấm mấy cú đánh ngất giáo sư, lúc này Sacha mới đỡ người yêu đi tới chỗ phi thuyền của người ngoài hành tinh. Không lâu sau, giáo sư Bill bị đánh ngất được Jonathan đi tuần tới đánh thức. Ông biết tin vợ và con gái đã đi tìm phi thuyền kia, cũng định đuổi theo, nhưng ông lại bị giáo sư Bill gọi lại. Bởi vì chỉ cần Emily tới gần đám người ngoài hành tinh kia sẽ lây nhiễm virus cho họ. Thấy kế hoạch sắp thành công, giáo sư Bill một mình đến tới nơi chôn cất vợ. Ông vẫn luôn nhớ rõ lời hứa với vợ mình phải diệt sạch tất cả đám người ngoài hành tinh, nhưng sự thật sẽ suôn sẻ vậy sao? Lúc mấy người họ đến bến tàu đã trông thấy một chiếc phi thuyền từ đằng xa. Họ đang định tới gần thì bị một tên lính canh người ngoài hành tinh ngăn lại. Sau khi đối phương biết mục đích Emily đến đây, nói rằng phi thuyền có thể chữa khỏi cho cô ấy, nhưng họ cần nói ra vị trí của giáo sư Bill. Dĩ nhiên bà mẹ Sarah không chịu, rút súng ra định bắt ép. Ai ngờ sau lưng đột nhiên có người nổ súng, Sarah ngã xuống đất. Ngoài ra là Sacha quyết tuyệt ra tay. Bây giờ cậu ta chỉ muốn cứu Emily, phải dọn sạch mọi chướng ngại. Dù Emily liều mạng phản kháng, cô vẫn bị cưỡng ép kéo vào trong phi thuyền, cả người cô bị trói trên ghế không thể nào rời đi. Lúc này Catherine đã nói hết những phát hiện trong quá trình nghiên cứu của mình cho giáo sư Bill. Có lẽ đám người ngoài hành tinh này đến từ tương lai, tuy nhiên họ vẫn chưa biết được mục đích của chúng. Khi mấy người họ đang thảo luận sôi nổi, Chloe ở phòng cách vách đột nhiên trúng đạn. Đám người ngoài hành tinh kia lao tới, không hề nghi ngờ cậu nhóc Sacha kia đã tiết lộ vị trí của họ. Giáo sư Bill không kịp chạy trốn, chỉ đành trốn sau ghế trong phòng thí nghiệm. Đám người ngoài hành tinh liếc sơ qua rồi chạy tới phòng khác, chỉ để lại thủ lĩnh đang tìm kiếm gì đó. Giáo sư Bill đột nhiên xuất hiện, lấy báng súng đánh ngất cô ta. Sau đó ông hỏi, Emily đang ở đâu? Thủ lĩnh tỏ vẻ đắc ý, hóa ra cô ta đã phát hiện ra kế hoạch của Bill từ lâu, nên cô ta đã sắp xếp Emily vào trong phi thuyền một mình. Khi cô bay lên không trung sẽ không thể lây nhiễm cho bất cứ người ngoài hành tinh nào, chỉ hy sinh mỗi tên lính canh người ngoài hành tinh kia. Giáo sư Bill nghe xong tức ói máu, ông vội chạy ra ngoài tụ tập cùng mọi người. Họ quen thuộc với địa hình nơi này, biết đằng sau còn có một lối đi. Sau khi khóa chặt cửa chính, mấy người thành công chạy ra ngoài, nhưng tiếc là họ vẫn chậm một bước. Phi thuyền ở bên tàu đã bắt đầu bay lên trời, mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn, không thể cứu vãn được. Họ buồn bã vì không thể rời khỏi bến tàu, họ lại tìm một tòa chung cư chỉnh đốn lại một chút. Trong một lần tình cờ trò chuyện, giáo sư biết được Sacha có thể trao đổi với người ngoài hành tinh. Hơn nữa, cậu ta còn bị di truyền bệnh co cơ khiến tim cậu ta bị rung. Gen đột biến của người ngoài hành tinh hơi giống với căn bệnh của Sacha, cộng thêm với chứng mù bẩm sinh của Emily. Giáo sư Bill đã đưa ra một kết luận táo bạo. Thật ra Emily và Sacha là tổ tiên của chủng tộc ngoài hành tinh. Cả hai đều mắc bệnh di truyền bẩm sinh, gây ra đột biến gen cho thế hệ sau này. Cả chủng tộc bị căn bệnh này quấy rầy cho nên mới xuyên về tìm cách, nhưng Emily và Sacha đã lên phi thuyền. Giáo sư Bill biết bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chủng tộc ngoài hành tinh. Catherine chợt nghĩ tới giả thiết chung sống hòa bình mà phản đồ của người ngoài hành tinh đã nêu ra, có lẽ đây là đột phá gì chăng? Nhưng nội dung trong cuốn sổ ghi chép quá phức tạp, ngay cả giáo sư Bill cũng không xem hiểu. Cách tốt nhất chính là tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chủng tộc ngoài hành tinh. Lúc này Sacha đang ở trên phi thuyền, cậu ta đã hiểu được ngọn nguồn của mọi chuyện nhờ vào bàn điều khiển. Nhưng Emily không muốn tái diễn bi kịch, cô vẫn còn một cách để cứu vãn cục diện, đó chính là tự kết liễu mình. Anh ngờ Sacha tìm đủ mọi cách để ngăn cản,
Trong phi thuyền có đủ đồ ăn và nước uống, Sacha hạ quyết tâm muốn sinh con cháu đời sau không ngừng với cô. Trên những con phố vắng vẻ của trung tâm thành phố, người ngoài hành tinh đang dọn dẹp xác chết đã thối rữa. Đống xác chết đã cao gần bằng một quả đồi, sau đó một mồi lửa thiêu trụi họ. Rõ ràng người ngoài hành tinh đinh ninh rằng chúng đã đánh bại con người, nhưng giáo sư Bill vẫn không bỏ cuộc. Ông ẩn náu đã lâu, cuối cùng cũng chờ được Anna. Tù nhân người ngoài hành tinh cũng được giải cứu ra khỏi tay quân đội. Trùng hợp là đối phương là vợ của tên người ngoài hành tinh đã chạy trốn. Giáo sư Bill nói thật ra chồng của Anna đã bị chính đồng bào của mình giết chết, và quan niệm cùng chung sống hòa bình với con người của anh ta đã không được chấp nhận. Lúc đầu Anna còn không tin, còn tràn đầy nghi ngờ trở về chất vấn thủ lĩnh. Đối phương biết thắng lợi đã gần ngay trước mắt nên thừa nhận không chút hoảng sợ chính mình đã giết chết kẻ phản bội kia. Hơn nữa tiếp theo cô ta muốn giết hết những chủng tộc khác. Cuối cùng Anna cũng nhìn rõ ý đồ xấu xa của thủ lĩnh đám người ngoài hành tinh. Cô ta quyết định phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình và chồng. Đêm đó cô ta liên lạc với giáo sư Bill nói rằng mình có thể mở ra đường hầm thời gian mà chồng để lại. Chỉ cần quay về quá khứ mới có thể thay đổi được tình hình hiện tại. Sau khi giáo sư Bill nhận được tin không khỏi hơi lo lắng, liệu đây có phải là cái bẫy do đám người ngoài hành tinh răng ra không? Trước mặt đã đến thời gian hẹn, Anna nói với người trong tộc rằng mình đã hẹn Bill ở trung tâm thương mại đối diện. Nhưng khi mọi người đi vào thì chẳng thấy ai cả, họ cũng không biết Anna đã rời đi từ lúc nào. Hóa ra cô ta cố ý dụ người trong tộc đến đây, còn mình chạy đi gặp giáo sư Bill. Lúc này Anna không hề giấu giếm mà nói ra lý do chồng cô ta muốn tìm Bill. Ngoài ra lời đồn Bill có thể tiêu diệt cả một chủng tộc đã được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng khi ông chồng của Anna phát hiện ra thì bộ tộc đã sắp bị tuyệt chủng bởi căn bệnh di truyền. Họ quyết định làm ngược lại, lên kế hoạch nhờ Bill ra tay cứu cả tộc. Để hoàn thành kế hoạch này, trong nhật ký của anh ta đã để một đường hầm vào thời không tăm tối. Vừa khéo Anna rất quen thuộc với nơi này. Sau đó cô ta đã dẫn giáo sư Bill đi cùng, họ lại tìm được phi thuyền ngoài hành tinh kia. Ai ngờ đám người ngoài hành tinh đã đoán được suy nghĩ của Anna, chúng đã mai phục sẵn ở lối vào của đường hầm. Catherine chủ động ở lại bọc hậu, kết quả cô lại chết thảm trong tay đám người ngoài hành tinh. May mà Anna và Bill đã vào phi thuyền thành công. Sau một hồi thao tác phức tạp, giáo sư Bill đã khởi động được đường hầm thời không. Một chùm sáng trắng lóe lên, giáo sư Bill đã nằm trên giường bệnh trắng toát. Ông lại nhìn thấy đứa trẻ đã qua đời lần nữa, rõ ràng ông đã trở lại quá khứ thành công. Trong bệnh viện nhộn nhịp người qua lại, khoảng thời gian phát sóng hẳn là trước lúc người ngoài hành tinh xâm lấn. Kẻ cũng khéo, gia đình Emily đúng lúc cũng tới bệnh viện này khám bệnh. Bill biết đây là cơ hội tuyệt vời để thay đổi tương lai, chỉ cần Emily chết đi thì sẽ không còn bị chủng tộc ngoài hành tinh xâm lược nữa. Giáo sư cố gắng hết sức bình ổn lại sự kích động trong lòng. Ông tìm lừa Emily ngây thơ và tốt bụng lên sân thượng, sau đó không chút do dự để cô xuống dưới. Khoảnh khắc trước khi chết, Emily nhớ lại rất nhiều chuyện quá khứ nhưng số mệnh này đã định chỉ là phù du. Trước mắt đã đến buổi chiều ngày hôm sau, giáo sư Bill đang nôn nóng ngồi trong văn phòng. Bởi sắp tới giờ người ngoài hành tinh tấn công, lúc này trong lòng ông cũng không nắm chắc, không biết liệu giết chết Emily có thay đổi được tương lai không. Catherine là người đầu tiên phát hiện ra người ngoài hành tinh tới xâm lược, lúc này đang giám sát tín hiệu như ngày thường. Mấy tiếng đã trôi qua nhưng cô không hề phát hiện ra sự lạ thường. Giáo sư Bill vừa tỉnh lại, vừa mừng rỡ nhận ra thời gian chủng tộc ngoài hành tinh xâm lăng đã qua, thế giới loài người không hề có sự thay đổi gì. Ông hào hứng chạy ra đường, lại nhìn thấy vợ cũ mà mình mong nhớ, còn Karen vẫn đang trèo ra khỏi con tàu chở dầu. Anh không hề trông thấy cảnh tượng ngay tận thế, anh trở về nhà như thường lệ, ôm mẹ mình một cái ôm đầy thắm thiết. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim War of the Worlds. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!